Buổi chia sẻ Java High Performance Programming tối hôm nay sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian sau giờ làm việc để tham gia buổi chia sẻ này. Các bạn có thể ổn định chỗ ngồi để chương trình sẽ được diễn ra. Your future is here. Welcome to Elka, an IT company located in 8 countries and 14 cities. 55 years of history and one of the first IT companies in Vietnam. These are your future colleagues. Your Elka is collaborative, proud, supportive, flexible, equity, respect, friendly, diverse, empowered, agile. Our community, our Vietnam. We know how to party. Now we need you. Are you looking to take your career to the next level? Great culture, great talent, great challenges. Where your greatest becomes greater. Where you. Expand your horizons with 2,000 plus specialists around the world. Don't just join us, be part of us. Great starts here. Elka, we make it work. Xin chào các anh chị và các bạn. Lần đầu tiên mình xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian sau giờ làm việc để tham dự buổi chia sẻ Java High Performance Programming được tổ chức bởi LK Việt Nam buổi tối ngày hôm nay. Mình là Đạt, một thành viên của LK Việt Nam, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong buổi chia sẻ này. Thì đôi lời về LK, với 56 năm lịch sử toàn cầu, 26 năm liên tục phát triển tại Việt Nam và hơn 2.200 chuyên gia tại 9 quốc gia khác nhau, thì đội ngũ kỹ sư của LK đã và đang cung cấp các giải pháp để hỗ trợ chuyển đổi số cho các khách hàng tại Thụy Sĩ. Ở Việt Nam thì từ năm 1998, LK đã trở thành một trong những công ty công nghệ thông tin tiên phong tại thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt là vào năm 2023, LK Việt Nam tự hào được xếp hạng là một trong 10 nơi làm việc tốt nhất tại Việt Nam, được chứng nhận bởi tổ chức Great Place to Work. Thì không để mọi người đợi lâu, mình xin phép giới thiệu anh Phan Vũ Liêm, Senior Java Architect, và anh Trần Hán Minh, Expert từ công ty LK, cũng chính là hai diễn giả chính của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, xin chào hai anh. Thì theo em được biết thì hai anh cũng đã có trên nhiều năm làm việc ở LK rồi. Thì không biết anh Liêm đã có kinh nghiệm bao nhiêu năm làm việc ở LK rồi ạ? Anh Liêm chưa mở mic à? Xin chào mọi người. Xin giới thiệu mọi người. Thì mình tên là Liêm. Thì cũng rất vui là tham dự vào cái session ngày hôm nay để chia sẻ với mọi người. Thì mình làm ở LK cũng được hơn 10 năm rồi, tính, và trên nhiều project thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Wow. Vậy còn anh Minh thì sao ạ? Lần đầu tiên cho mình xin phép gửi lời chào đến các anh chị, các bạn đã tham gia cái buổi workshop hôm nay. Giờ phía mình thì mình trai LK từ lúc vừa tốt nghiệp đại học là 2016, thì tính đến giờ cũng đã 8 năm rồi. Thì trong 8 năm đó thì chủ yếu làm cho những cái project Java. Thì công việc thì chủ yếu là mình development feature mới với những cái issue khó, trong đó là có performance. Dạ, dạ cảm ơn hai anh. Thì một anh 8 năm, một anh 10 năm thì cũng là một thời gian khá là lâu đối với ở một công ty ha. Thì với thời gian làm việc lâu như vậy thì em nghĩ là hai anh cũng đã kinh qua không ít vấn đề lớn nhỏ trong ứng dụng Java,
đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hiệu suất của ứng dụng, performance. Thì không biết là trong những vấn đề này á, vấn đề mà tốn nhiều thời gian nhất cho hai anh để giải quyết là bao lâu ạ? Em muốn hỏi anh Minh trước. Thì cái nhưng mà trong những cái vấn đề mà mình đã gặp qua thì khó nhất có lẽ là khoảng 1 tuần để mình đi tìm hiểu, mình đi thu thập những cái dữ liệu để mà mình tìm ra được cái hướng giải quyết. Dạ, vậy còn anh Liêm thì sao anh? Thực ra anh làm nó 10 năm thì thời gian nó cũng thay đổi lắm, có khi vài ngày, có khi một tuần, nhưng mà anh nghĩ thời gian lâu nhất ấn tượng của anh là 2 tuần. Cái đợt đó là nó cũng khá là challenge, tại vì thời gian lâu nhất là tại vì bên LK của mình chủ yếu là làm về mình có code hoàn toàn, nhưng mà mình không phải là liên hệ trực tiếp với khách hàng, là chủ yếu nó sẽ có một bộ phận ở bên Thụy Sĩ là liên hệ với khách hàng. Thì cái thời gian lâu ở chỗ là mình gặp issue của mình bí, cái mình hỏi bên Thụy Sĩ nó chắc chắc xong rồi lại đi hỏi bên khách hàng, xong rồi phải chờ khách hàng feedback đó, thành ra nó cũng lâu, nhiều khi nó cũng challenge. Dạ, cảm ơn hai anh. Thì những cái vấn đề khó về liên quan tới hiệu suất thì cũng có thể là được tính bằng tuần đúng không? Vậy thì chúng ta có thể thấy là những cái vấn đề này á thường khá là nhức nhối và phức tạp khi gặp phải. Thì chính là vì lý do đó thì trong buổi tối ngày hôm nay hai anh Liêm và anh Minh sẽ chia sẻ các kinh nghiệm cũng như là tập trung vào nâng cao khả năng lập trình Java của anh em lập trình viên chúng ta. Thì chủ đề ngày hôm nay sẽ đi từ việc tối ưu hóa đến các công cụ phổ biến để tăng hiệu suất và tăng tốc độ trong ứng dụng của Java. Thì trong suốt chương trình, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc nào vui lòng gửi tin nhắn trực tiếp cho LK trong hộp thoại Zoom và chúng ta sẽ giải đáp các câu hỏi này trong phần hỏi và đáp ở phía cuối buổi chia sẻ. Và bây giờ thì em xin mời anh Liêm sẽ bắt đầu buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là mọi người đã thấy slide chưa nhỉ? Ok rồi. Thì hôm nay mình sẽ khởi đầu cho cái buổi chia sẻ về Java 2 Performance Programming. Trước khi mà bắt đầu vô cái phần chia sẻ này á, thì mình cũng xin nói giới thiệu với mọi người chút xíu. Về cái ngữ cảnh của cái improve performance về của Java này, thì trong cái section của mình và Minh chia sẻ về hôm nay thì tụi mình sẽ nói về cách improve performance cho Java nhưng mà cái enterprise application. Thì enterprise application nó sẽ khác với một số cái application khác, nó khác với game, nó khác với Android mobile application, nó khác với lại một số ứng dụng cho hệ thống nhúng. Là tại vì enterprise application thì cái số nó sẽ có hai khía cạnh. Một là nếu số lượng người dùng nó lớn á, thì và nó public ra, thì nếu mà chỉ cần có một lỗi nhỏ thôi cũng nó cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Còn ha, nếu mà số lượng người dùng nó nhỏ thì nó lại là liên quan tới những cái vấn đề mà thuộc về cơ mật của công ty và dữ liệu của nó, thì ảnh hưởng rất là lớn tới sự vận hành của công ty. Cho nên ngay cả khi một lỗi nhỏ xảy ra thì nó cũng sẽ gây đến cái vấn đề. Cho nên enterprise application như vậy thì nó cần mới gọi là high performance. High performance cũng không phải chỉ là ứng dụng nó chạy nhanh, mà là cái chữ performance này mình nên hiểu theo cái khía cạnh là nó chạy một cách là tối ưu. Tối ưu theo kiểu là hệ thống của tôi chạy với cái lượng resource như vậy thì tôi chạy như thế nào là tốt nhất, tận dụng hiệu quả resource tốt nhất trên cái toàn bộ hệ thống, chứ không phải tối ưu theo kiểu là cái máy mình 32 GB chẳng hạn thì mình chỉ xài cho gần hết 32 GB đi, còn trong khi ứng dụng mình hoàn toàn có thể chạy ít hơn chẳng hạn, hoặc là mình có thể chạy tối ưu theo cái kiểu là nếu mà ứng dụng mình có được cái budget là khá là hạn hẹp thì trong cái budget hạn hẹp đó mình làm sao cho nó chạy được hiệu quả nhất, chứ không phải là mình xin thêm budget để increase resource lên các kiểu một cách hơi phí. Thì đó là mình muốn sẽ chia sẻ về cái cách
giải quyết cái hướng suy nghĩ như vậy. Rồi cái hướng suy nghĩ như vậy nó sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ làm các cái hành động để tối ưu nó về sau. Và ok, dựa trên tinh thần đó thì mình sẽ đi qua cái phần tiếp theo. Đó là về cái agenda của ngày hôm nay. Thì đầu tiên là mình sẽ nói về Java Memory Basic. Sau đó là các cái tool để mà measure về performance, chủ yếu là measure về memory là chính. Kế tiếp là cái performance của các cái hàm trong ứng dụng đó. Sau đó là tới lượt Minh. Minh sẽ giới thiệu về các cái một số cái practice hands-on một cách detail để tối ưu performance cho application mà bên mình đã từng mà bên Elka mình đã từng làm. Cuối cùng là section Q&A. Ok. Thì sau đây là sẽ là phần Java Memory Basic. Thì trước khi mà đi vào phần Java Memory Basic một cách detail á thì mình muốn giới thiệu với mọi người một cái bức tranh tổng quan của toàn bộ cái của toàn bộ cái việc mà tối ưu. Tại vì như vậy khi mà chúng ta biết mục đích của hôm nay là chia sẻ cho mọi người để chúng ta có một cái hiểu rõ về tối ưu hệ thống là như thế nào, và chúng ta có một cái bước nhìn về cái career path, trên con đường career path và technical của mình như thế nào. Tại vì Liêm thì Liêm làm cũng được 10 năm ở LK, cũng trải qua được khá là nhiều project ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Thì trên đây là cái tổng kết của Liêm về các cái mức tối ưu đó. Thì khi chúng ta có cái nhìn toàn diện như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái điểm hiện tại của mình là ở đâu và tương lai mình sẽ đi như thế nào. Thì trên cái con đường career path mình sẽ thực sự là phát triển. Chứ nếu không mình sẽ rơi vào cái tình trạng mà lâu lâu Liêm phỏng vấn, Liêm sẽ thấy là một người làm 8 năm nhưng mà cái lượng kiến thức họ nó không có phát triển hơn. Họ chỉ biết rất rành về hệ thống của mình, nhưng mà những cái gì cải tiến hơn hoặc là áp dụng những cái mới hoặc là thay đổi với cái gì đang có hệ thống thì họ lại rất là khó khăn trong việc đó. Okay. Ở đây các cái mức độ tối ưu của hệ thống á, thì nhìn trên hình này thì mình chia làm 3 phần cho nó tương đối dễ hiểu. Thì cái phần màu đỏ là cái phần spotlight của ngày hôm nay. Thì người ta nói cái gì món chính thì mình để sau, mấy cái món phụ mình ăn trước. Thì mấy cái món phụ thì ở đầu á mình sẽ có một phần là high level design, đó là bước khởi đầu nói về architect level. Phần này thì mình nghĩ là sẽ mấy bạn về con đường sau này senior thì nếu mà đi về architect thì sẽ khá là quan tâm về high level design của application. Tức là trước khi chúng ta thiết trước khi mình quan tâm về tối ưu hệ thống á, thì thực ra cái việc tối ưu hệ thống nó có thể nó đã bắt đầu ngay từ lúc mà chúng ta mới suy nghĩ về cái hệ thống á, nó sẽ làm như thế nào. Chúng ta phải suy nghĩ về cái cách chúng ta load resource như thế nào, cách thiết kế database như thế nào, cái cách hệ thống của chúng ta là microservice hay nó là monolithic, vân vân, cách scale hệ thống, rồi cái cách monitor log như thế nào. Và một cái yếu tố mà mình muốn chia sẻ ở đây á là mà mình thêm đây là ngày nay cloud đã trở thành một thứ nó không còn gì là xa lạ với mọi người nữa, hầu như là ai cũng nghe nói về cloud. Và LK như LK mình hiện tại là cũng đang bắt đầu tiếp nhận các project về cloud của AWS, của Microsoft, vân vân. Thì cloud khi mà cloud nó cũng cung cấp rất là nhiều service thì mình cũng phải tìm hiểu về nó ở mức high level chứ không không hẳn như là ngày xưa là cái gì cũng phải viết code là từ đầu. Bây giờ có rất là nhiều service với và với một cái chi phí hợp lý thì mình sẽ có thể có cái service và mình vận hành luôn. Thì nó vừa nhanh ra sản phẩm rẻ thì mình sẽ chiếm lĩnh được thị phần tốt. Đó là cái hạn vậy, đó là bước high level design. Ở bước tiếp theo mà mình muốn nói là bước build và deploy. Thì build và deploy á, nó sẽ hơi nghiêng về cho những cái bạn ở khía cạnh là muốn đi về hướng DevOps. Chẳng hạn như là chúng ta khi mà ta build và deploy thì ta quan tâm tới là cái JDK,
cái SDK mà mình dùng để làm việc, cái SDK mà mình dùng để chạy application, infra của mình nó chạy như thế nào, chẳng hạn như là cái máy đó là bao nhiêu RAM, bao nhiêu CPU chẳng hạn, hoặc là cái cloud service mà mình xài thì nó có những limitation gì, quota đó là bao nhiêu, chi phí mà mình phải trả ra có thể tối đa là bao nhiêu đó, thí dụ như vậy. Thì chúng ta quan tâm đến những cái đó. Thì mọi người sẽ thắc mắc là, không biết ở đây các mọi người có ai có cái thắc mắc là high level design nghe thì cũng hợp lý, nhưng mà mấy cái thứ như JDK, Java Runtime, Infra, Cloud thì nó có liên quan gì tới việc phụ huynh không? Không biết là ai có thắc mắc như vậy không ta? Dạ, em nghĩ là mọi người cũng khá là thắc mắc và trông đợi vào cái câu trả lời của anh đó, anh Liêm. Thì cái thường thường á, mình với anh là người viết code á, thì thường thường là hồi trước là có cái JDK để anh bỏ vô anh viết anh chạy được là anh mừng rồi, nhưng mà về sau á, thì khi mà cloud nó lên á, thì anh sẽ thấy là mỗi một nhà cung cấp cloud, dịch vụ cloud chẳng hạn, như thì nó sẽ có một cái JDK riêng của nó, như AWS nó có JDK của AWS, Microsoft có JDK của Microsoft nữa, thì từng cái cloud service nó có JDK riêng của nó, thì nó là tối ưu cho chính cái VM của nó, cho chính cái system của nó. Trên giả sử chúng ta lên cloud thì chúng ta phải biết rằng cái JDK nào phù hợp mà chúng ta run, và chẳng hạn như không chỉ khía cạnh là JDK không, thí dụ như ngày nay bây giờ bên cạnh JDK mình nó sẽ có những thứ giống như là RVM, là native image, rồi chúng ta không chỉ build ra code Java, ngày xưa build code Java, bây giờ chúng ta build ra native image chúng ta run, thì lượng RAM nó tiêu thụ rất là ít, lượng CPU nó tiêu thụ rất là ít, nhưng mà nó chạy rất là nhanh, thì đó sẽ là những yếu tố mà chúng ta cân nhắc để chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí cùng một cái app, cùng một đoạn code. Thì nếu mà chạy với JDK thì mình sẽ có thể tiêu tốn khoảng 100 memory cho cái lần startup, và tiêu tốn khoảng vài milli 60 mấy millisecond cho một cái lần startup. Hồi đó Liên có chạy thử với cái ứng dụng Pet Linux của Spring trên trên đó, nhưng mà với cùng cái đoạn code đó, khi mà mình build với RVM thì mình start lên chưa tới 50 memory và start chỉ có 20 millisecond. Bravo luôn. Thành ra đó đó là những thứ mà mình nên nghiên cứu. Rồi thì món chính ăn món phụ ăn xong rồi thì giờ tới lượt món chính. Thì món chính hôm nay mình sẽ nói về cái short code level. Thì cái short code level là những thứ gần gũi với anh em coder hàng ngày của chúng ta, là chúng ta coi là chúng ta viết bằng ngôn ngữ Java gì, Java 8, 11, 17, 21, tương lai sắp tới là sẽ có 22, 22 cũng đang trên đường tới rồi đó. Rồi các framework mà chúng ta ship bỏ chúng ta xài để query data là gì, để tương tác là gì, chẳng hạn như nếu mà chúng ta xài Hibernate thì vấn đề nổi trội đó là N cộng 1 query, chúng ta biết đó là gì không, giải quyết nó như thế nào. Hoặc là cái thuật toán những cái cấu trúc dữ liệu mà chúng ta xài, thì chẳng hạn như chúng ta muốn làm việc với một cái danh sách khoảng 1 triệu phần tử thì chúng ta nên chọn cấu trúc dữ liệu gì, hoặc là chúng ta search trên khách 1.000 phần tử thì chúng ta nên search như thế nào cho tối ưu. Với enterprise application á, thì nó sẽ không bắt buộc mọi người là sẽ phải biết tất cả rành rọt tất cả thuật toán sọt, thậm chí nói thẳng ra thí dụ như Liên tới bây giờ thì thuật toán sọt bây giờ Liên cũng chỉ còn nhớ có mật sọt, có interchange sọt, còn mấy thuật toán khác cũng gần như quên hết rồi. Nhưng mà có những một vài thứ chúng ta nên nhớ, có dạng những quy tắc, thí dụ chúng ta sọt sạch nhanh nhất và trên cái danh sách nó đã được sọt rồi, còn nếu danh sách chưa được sọt thì sẽ sạch lâu nó, thì ví dụ như vậy. Thì mấy cái yếu tố đó nó trong enterprise application nó sẽ rất là quan trọng, nó rất là cơ bản, nó không có khó, nhưng mà nếu chúng ta biết thì chúng ta làm ra cái app của chúng ta nó sẽ chạy nhanh và ổn định. Tại vì ngoài yếu tố nhanh nó còn có yếu tố là maintenance đó. Thì nếu mà chúng ta vì vì chạy app quá nhanh mà với cái code mà sau đó không ai biết maintain thì nó sẽ trở thành giống như black box,
tới giờ mình cũng lâu lâu thỉnh thoảng mình cũng gặp những cái code mà Blackbot và thế hệ đi trước đã đi rồi, giờ truyền thừa lại tới lượt mình là một đoạn code nhìn thì tôi biết nó chạy đó nhưng mà không dám sửa sửa nó chết. Đó là toàn cảnh về cái phần của mình ngày hôm nay. Và để đi vào cái phần sụt code á, thì ở đây á, thì mình sẽ đi tiếp theo một cái bước kế tiếp. Để mình coi cho ta. Bước kế tiếp của mình. Hồi nãy mình nói là mình sẽ đi giới thiệu cho mọi người về cái không biết là mọi người có bị à cái thằng rồi. Mình giới thiệu về các mức độ tối ưu của hệ thống. Thì đi về cái, và như mình nói hôm nay cái phần chính của mình là sụt code, mình code như thế nào để tối ưu, thì code như thế nào để tối ưu á, cái phần hands-on sắp tới của mình sẽ là cái phần để cho mọi người quan tâm, nhưng mà ở đây thì mình đi về cái hướng mình sẽ chia sẻ một cái phần nó hơi lý thuyết một tí nhưng mình nghĩ là nó sẽ rất là quan trọng trong trong việc tối ưu về performance của application. Đó là memory. Thì không biết ở đây mọi người khi mà nghe nói về memory á, không biết có ai có nghe cái từ là out of memory chưa? OOM á, cái keyword đó đó. Không biết có ai cười cười không ta? Dạ có anh ơi. OOM. Cũng tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta viết code á, thường là chúng ta luôn luôn ở trong một cái hoàn cảnh á, là à, không nên nói là may mắn chứ ha, trong hoàn cảnh là kinh tế khó khăn như giờ thì ta may mắn á, là chúng ta luôn luôn ở hoàn cảnh là task rất là nhiều và deadline thì thường xuyên bị tới, cho nên trong hoàn cảnh đó thì mục tiêu hàng đầu của chúng ta là nó chạy được là mình mừng lắm rồi. Còn ok, nó memory nó nhiều nhiều thì hay nó ít ít thì hạ hồi phân giải. Nhưng mà việc việc chúng ta code như vậy á, thì thường thường á, là nó sẽ work trong một khoảng thời gian đầu khi mà số lượng người dùng nó ít chẳng hạn, hoặc là khi mà dữ liệu nó cũng ít. Tuy nhiên á, khi mà dữ liệu mà nó nhiều lên hoặc là khi mà cái app của chúng ta đã được đưa ra thị trường rồi, số lượng người dùng nó bắt đầu nó nhiều lên thì chúng ta sẽ đối mặt với vấn đề đó là khi mà cái gì mà nó xài nhiều á thì RAM nó sẽ tăng lên. Dĩ nhiên RAM tăng lên thì cái lỗi mà out memory chúng ta sẽ đến, thì thường gặp lỗi đó nếu mà mình không biết có ai đây đây có những bạn nào có những giải pháp gì không ta. Một trong những giải pháp mọi người thường nghĩ là ok tăng RAM lên, tăng RAM lên thì nó cũng giải quyết được một phần vấn đề nếu chúng ta giàu, hoặc là nếu cái app của chúng ta mới đầu chúng ta xét một cái lượng memory nó cũng vừa phải, nhưng mà tăng thì cũng có giới hạn, mình cũng không thể nào mà xài mấy trăm GB RAM để mà chạy cái app nó cũng hơi quá, cho nên memory là một phần không phải là một phần rất lớn của về tôi về một mình, nhưng mà nó là một phần tất yếu khi mà và chúng ta phải biết trên cái con đường technical để mà tối ưu hệ thống. Thì khi mà nói về memory á, thì lúc mà làm cái slide này mình cũng khá là băn khoăn tại vì nó cũng khá là rộng và tùy từng cái lĩnh vực app khác nhau, tùy từng lĩnh vực mọi người, tùy từng cái role của mọi người khác nhau, mọi người sẽ có những cái mối quan tâm khác nhau về memory. Cho nên cái lúc đầu lúc mà mình giới thiệu với mọi người về cái buổi sharing hôm nay, mình nói là mình sẽ quan tâm mình hôm nay cái focus của mình đó là tối ưu cho cái enterprise application. Thì khi mà enterprise application đó là như mình làm LK cũng mưa đó cũng qua quá trình đó thì qua rất là nhiều cái lĩnh vực như là banking nè, về finance nè, về public admin nè, thì những cái lĩnh vực đó thì đây cái series này của mình sẽ tổng hợp trên hai cái lĩnh vực trên những cái lĩnh vực đó cho hai phần, đó là heap memory và Java JC Garbage Collector. Thì mình sẽ trình bày hai cái phần này để ít nhất các bạn đã biết rồi thì cũng có một dịp hồi đó nhìn lại để xem là mình có nói thiếu gì không, thì cũng cũng chờ mong những cái câu hỏi thú vị từ mọi người, hoặc là các bạn chưa biết thì đây cũng sẽ là một cái gợi mở cơ bản dễ hiểu dẫn dắt các bạn đi vào con đường tối ưu memory. Thì tiếp theo á,
thì cái phần heap memory thì khi nói về basic heap memory zone á thì mình sẽ trước khi đi vào cái phần nhiều chữ bên tay trái thì mình muốn mọi người nhìn vào cái hình bên tay phải. À, cái hình này thì nói gì? Nếu mà chúng ta nhìn về memory á, thì nếu mà người mà không phải là lập trình mà chủ yếu là về system á, thì cái mà hàm số mà chúng ta xem coi memory consume bao nhiêu, hoặc là chúng ta coi cái memory chart của cái máy thôi á, thì nó là cái đường màu cam này nè. Và thật sự á, đứng về phía mặt code mà nói á, nó không có useful cho lắm. Và mà cái phần mà màu xanh này nè thì nó mới useful. Và cái phần màu xanh này thì phải là cái app, cái mọi người có cần fix những cái app liên quan tới Java Next ra thì mọi người mới thấy được. Chứ nếu mà chỉ nhìn trên memory, ví dụ như app của mình, mọi người đang start cái app bằng Java lên, rồi mọi người trên Windows mọi người mở Task Manager ra, mọi người coi cái memory, hoặc là mọi người chạy Linux, mọi người dùng lệnh htop chẳng hạn, mọi người coi memory, thì cái đó nó chỉ là cái cho mọi người thấy cái đường màu cam mà thôi, nó không thấy được cái đường màu xanh. Cái đường màu xanh nó gọi là phần heap zone, cái vùng màu xanh này nè, cái vùng màu xanh nó gọi là phần heap zone. Thì cái heap zone là gì? Heap zone thì đây là cái định nghĩa của nó nha, là cái vùng memory mà dùng để chứa tất cả những cái Java object nè, và những cái class của Java runtime á, tại thời điểm mà nó run. Những object mới được tạo ra thì nó sẽ luôn luôn tạo ra ở đây. Rồi. Ngoài ra thì trước khi đi tiếp mới thì như mọi lần ha, thì khi mình chia sẻ thì đây là cái link mà mình lấy mình chia sẻ. Thì anh em quan tâm thì có thể vào link này để đọc trên Baidu. Nó sẽ có, mình sẽ thấy một trang nó giới thiệu khá là chi tiết. Ở đây thì mình cũng lấy từ đó ra. Khi mà mình biết cái heap memory là cái gì rồi á, thì mình sẽ có thể biết được à, đây là những cái class mà nó lưu trữ trên memory. Đây là cái vùng mà nó thực sự lưu trữ nè. Thì nếu cái đường này nè mà nó răng cưa như vậy nè, lên lên xuống xuống như vậy nè, thì chứng tỏ là cái việc mà memory chúng ta đang tiêu thụ nó là bình thường. Nhưng mà giả sử trong một giai đoạn nào đó mà nó cứ đi lên như vậy hoài, thì giai đoạn ngắn thì không nói, nhưng mà nếu là giai đoạn rất dài chẳng hạn như 2 3 tiếng chẳng hạn, hoặc là trong một khoảng giai đoạn mình rất cần nó phải đi lên đi xuống để cho nó memory nó có đủ, mà nó cứ toàn là đi lên như vậy hoặc là nó đi ngang luôn, thì đó sẽ là problem của mình. Thì đó mới là cái mình có thể coi, và cái này là cái quan trọng mà mình coi được, và chỉ có thể coi được bằng các cái tool lát nữa mình sẽ đi giới thiệu ở phần 2. Ok, tiếp theo á thì như hồi nãy mình nói đó, thì khi mà mình biết là cái màu hay cái vùng heap zone như thế nào á, thì ở đây cũng là trên cái trang hồi nãy luôn. Thì đây là cái đoạn code Java. Cái đoạn code Java này nó sẽ cho mọi người thấy là ok, tôi có một cái class person, tôi có cái chỗ để xài nó. Thì cái class person nó sẽ được mô tả ở đây. Cái stack memory là như thế này, cái heap space là như thế này. Cái hình này á là để cho mọi người có một cái view nó rõ hơn bên dưới. Nó lưu trữ như thế nào, nó chạy như thế nào. Và khi mà chúng ta debug bằng các cái IDE chẳng hạn như IntelliJ nè, hoặc là Eclipse nè, nét biến chẳng hạn, thì ok, chúng ta biết được là cái mà chúng ta đang nhìn là cái gì, và cái mà nó lưu trữ là như thế nào. Rồi thì đó là cái phần cơ bản về phần heap mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Có một cái, rồi sau khi mà nói về phần heap thì mình sẽ nói về phần GC. Cái tên GC ở đây thì mình sẽ thấy, nếu mà mọi người Google trên mạng á, thì mình sẽ thấy hai chữ, một là Java Garbage Collector, hai là Java Garbage Collection. Thì thật ra chúng nó cũng cũng nếu mà nói về một cách mà lịch sử dẫn chứng tường minh á, thì thật ra chúng nó cũng có khác nhau.
Garbage collector là cái tool mà dùng để claim lại memory mà đã được allocate cho cái chương trình của mình. Claim lại cái phần memory mà chương trình không cần xài nữa cho chương trình. Còn garbage collection đó là một cái thuật ngữ được được đưa ra bởi một cái nhà vi tính người Mỹ John MC Cathy gì đó vào khoảng năm 1959, và để tối ưu để đơn giản hóa cái việc quản lý bộ nhớ ở trên những cái máy mà Linux. Anyway, nếu mà đó là nếu mà chúng ta ai có sở thích yêu thơ thích về lịch sử, nhưng mà với Liêm á, thì okay, chúng ta hình dung như garbage collector là hoặc là garbage collection chẳng qua là một cái phần mà nó sẽ làm nhiệm vụ là giải phóng cái phần heap của chúng ta, giải phóng các cái object trên memory heap của chúng ta. Và cái lý do mà Liêm đề cập nó trong cái hôm nay á, tại sao mình đã nói về heap zone rồi mình còn phải nói về thằng này, tại vì khi mà chúng ta trigger cái thằng garbage collector này à, thì có một yếu tố quan trọng chúng ta phải biết, nó sẽ trigger một cái gọi là stop the world event, tức là khi mà garbage collector mà nó chạy á thì toàn bộ hệ thống mình nó sẽ bị freeze. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta đang monitor về memory mà chúng ta thấy memory nó lên cao quá mà chúng ta thử giải phóng nó, thì cái việc thử của chúng ta nếu mà chúng ta thử nhiều lần quá đó, thì vô hình chung chúng ta cũng sẽ slow down cái system của mình xuống. Thì cái việc slow down đó nó sẽ làm cho cái kết quả mà chúng ta monitor và minh đồ các kiểu nó sẽ hơi bị ảnh hưởng, thì chúng ta phải trừ cái yếu tố sai số đó. Một yếu tố khác đó là nếu mà GC á mà nó cứ chạy lên cao hoài á thì cái stop the world event này nó diễn ra rất là lâu, cũng có nghĩa là toàn bộ cái hệ thống của mình nó sẽ đứng hình trong khoảng rất là lâu 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 lắm, và nó dẫn đến cái hậu quả là cái app của mình nó bộ phận mình nó sẽ slow down rất là nhiều. Chẳng hạn như mọi người expect cái hàm đó chạy trong 2 giây, bình thường nó chạy trong 2 giây, nhưng vì GC nó chạy mới được có 1 giây, GC nó quất một phát nó chạy 15 phút không GC nổi, thì cái app cũng thì cái đoạn hàm nó tự nhiên nó sẽ chạy 2 giây 15 phút. Nghe nó hơi nhảm nhưng mà sự thật nó sẽ như vậy. Cho nên chúng ta cũng phải để ý về cái GC. Thì khi mà đó đó là cái phần về lý thuyết mà Liêm muốn nói, nhưng mà trong cái view của Liêm á, thì những cái mà lý thuyết đó đó mình biết cái keyword như Java heap, như GC, như garbage collector, garbage collection để mình có thể sọc được thêm. Còn trong cái chia sẻ hôm nay á, thì cái mà Liêm nghĩ là nó sẽ mang lại value cho mọi người lắng nghe là cái phần bên tay phải. À, vì cái gì mang lại value thì mình hay tô đỏ nào để cho mọi người chú ý. Thì cái bốn cái tham số này là dùng để quản lý cái việc out memory. Tại vì với cái view của Liêm á thì thường thường developer thì mình code cho nó chạy tiến độ trước, xong rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái phần đó là ok tối ưu bộ phận sau. Nhưng mà thường như vậy á thì nó sẽ dẫn đến là gì, lúc bộ phận minh xảy ra chúng lộn lúc mà out memory xảy ra thì chúng ta không biết, thường rất là thiếu công cụ để mà trace lại coi cái gì để làm gây ra out memory. Thì cái đoạn thứ nhất này nó là bốn cái tham số mà mình nên add vô cho cái Java application của mình, để chi, để khi có out memory xảy ra nó sẽ lập tức tạo ra cái file heap dump là cái file hard drop này nè, và đồng thời tại thời điểm đó nó sẽ trigger một cái command line. À, chỗ này thì mình có thể gõ nhiều command line để làm gì, chẳng hạn như khi mà có heap dump xảy memory xảy ra, mình muốn ngay lập tức application mình được restart, hoặc mình gửi một cái email alert, hoặc là mình gửi một cái thông báo tới một cái system nào khác chẳng hạn, hoặc là mình gửi một cái tín hiệu tới is apply monitoring chẳng hạn, thì cái command line này rất là hiệu quả. Nhưng ngoại trừ cái việc gửi thông báo đó thì mình cũng phải có cái log để mình trace lại,
để mình có thể hiểu được là cái gì đã ở trên memory tại thời điểm đó, những cái hàm nào ở trên memory tại thời điểm đó mà nó gây out memory, thì cái file hard drop này rất là quan trọng. Thì lát nữa mình cũng sẽ giới thiệu với mọi người một vài cái tool để mình có thể đọc được file hard drop này. Khi mà mình đọc file hard drop này thì trong này nó chứa gì? Nó sẽ chứa tất cả những cái class tại thời điểm đó, những instance của những class tại thời điểm đó. Và nó chứa nguyên một cái structure của tất cả các cái thread tại thời điểm đó. Và mình nhìn vô đó thì mình sẽ có, nếu mà chúng ta search trên những cái class mà thuộc về application của chính chúng ta sẽ biết được à chỗ này nó đang stuck ở chỗ nào. Thì đó là một trong thì phần này Liêm thấy rất là hay. Tại vì nếu mà chúng app của chúng ta mà không có những cái phần này á, thì khi mà app memory thường chúng ta sẽ rất là vất vả, và chúng ta phải rất là khó khăn để rebuild lại. Thì ngày xưa cái lúc mà chưa biết cái tip này á, thì cái việc rebuild nó rất là vất vả như vậy. Và cái đợt mà 2 tuần tới tới lui lui đó là tại vì cái hệ thống lúc đó nó không có cái file hard drop này được config, nó không generate ra, mà phải review lại trên cái context của khách hàng. Xong mà sau đó mình mới học khôn ra là mình mới mới add thêm một thuốc này được. Ngoài ra thì có cái GC login. GC login á, thì không phải là khi lửa cháy rồi mình mới chữa. GC login á, là một cái dạng monitor. Thì mình có thể monitor bằng cái file log để coi coi là một mình monitor bằng cách là mình có một cái chart nó visualize những cái dòng log này ra, thì chúng ta sẽ biết được là cái hoạt động GC đang như thế nào. Và nếu chúng ta thấy GC mà nó bất thường, từ GC thường thường nó diễn ra rất là nhỏ, như mình nói từ khi GC diễn ra nó sẽ post toàn bộ application, nên GC thường phải rất là nhỏ và nhanh. Nếu mà GC nó diễn ra trong một cái quá trình mà nó cỡ 15 giây hoặc có khi là phút, Liêm đã từng bị những cái issue mà hệ thống mà GC nó diễn ra trong phút. Những cái hoàn cảnh như vậy á, thì application mình đang bold và nó chạy rất là slow. Thì dựa trên cái GC đó, mình biết là application nó gần chết tới nơi đó, mình phải capture lại những cái random thời điểm đó, hoặc là mình coi coi nó đang gặp vấn đề gì thì mình giải quyết. Thì đỡ phải gặp issue up memory. Hoặc là khi cái app memory rồi mình nhìn lại cái kết hợp với cái log tại thì mới thì mình sẽ biết được là tại sao mà nó bị xuống. Thì đây là những cái thứ cơ bản mà mọi người khi mà đụng tới vấn đề app memory thì mọi người sẽ cần phải biết. Ngoài ra nếu mà chúng ta có sở thích về tìm hiểu nâng cao hơn, thì trong cái bức tranh đó, khi mà chúng ta đã biết về cái file hitdump, ta biết về file GC, cho biết về GC lock chứng, chúng ta có thể coi coi là application của mình á, cái cơ chế, cái cách mà nó xài memory như thế nào. Từ đó chúng ta chọn một cái loại thuật toán GC phù hợp. GC có bốn, theo mình biết hiện tại nó sẽ có bốn loại thuật toán. Nhưng cái phần đó thì mình cũng không có tìm hiểu kỹ, cho nên nó không nằm trong phần sharing hôm nay. Nhưng mà nếu mọi người quan tâm thì nên tìm hiểu. Tại vì nếu nó sẽ hơi chuyên sâu một chút cho những hệ thống mà chúng ta thực sự rất là strict đến từng mê bộ nhớ chúng ta quan tâm, thì chúng ta biết về GC như vậy thì những thuật toán GC phù hợp với cái application của chúng ta thì application của chúng ta sẽ chạy rất là mượt, và chúng ta chỉ cần sửa sửa vài thông số như vậy thôi, nhưng mà không cần phải sửa code gì cả, mà application nó cũng lại có một bước tiến khác. Ok, thì phần đầu là lý thuyết. Thì với cái phần lý thuyết đó thì cái mà được nói nãy giờ tới tới lui lui á, là heap và cái file heapdump. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một vài cái tool để measure về movement, mà chủ yếu là mấy cái tool này á là sẽ cho mọi người cái cách mà coi về heap như thế nào và cách đọc về heapdump như thế nào. Ok, đó là phần khác. Thì cũng một lần nữa trước khi đi vô cái tool đó thì mình sẽ cho mọi người một cái view của tổng quát. Tại vì tool thì mọi người biết thời có lúc lên lúc xuống. Bây giờ nó có cái tool này chắc gì vài ba năm nữa nó còn cái tool đó. Hoặc lát nữa trong sharing liên cũng sẽ có ví dụ vì cái tool nó giống vậy. Thì chúng ta biết về cái phần cơ bản, về cái phần lý thuyết nền bên dưới. Nó không quá khó, nhưng mà anyway nó sẽ giúp chúng ta cái view sau này khi mà chọn tool.
Thì khi mà chúng ta measure về bộ môn á, chúng ta measure cái gì? Có measure về CPU usage ha, cái lượng CPU sử dụng à, chúng ta memory về cái memory, mà memory như Liêm nói đây là memory của heap. Chúng ta coi các cái RAM chúng ta xài như thế nào. Mọi người sẽ ở đây sẽ không biết có ai có thắc mắc là measure về bộ môn mà tại sao phải coi các cái RAM nó chạy như thế nào không ta? Hồi trước thật ra cũng mới gần đây, nhưng mà Liêm mới cho như bên Secutic của LK thì Liêm mới gặp một cái khái niệm này. Hồi trước thì Liêm chủ yếu cũng chỉ biết về CPU và memory, nhưng mà gần đây thì cho Secutic là cái hệ thống bán vé lớn á, thì cũng sẽ có nhu cầu là trong quá trình mà xử lý bán vé thì sẽ có những thao tác chúng ta ưu tiên xử lý. Ưu tiên xử lý thì cái đòi hỏi tốc độ xử lý phải nhanh, kết quả feedback phải lẹ cho người dùng, nhưng cũng có những thao tác chúng ta không quá ưu tiên, nó chạy bao lâu cũng được, miễn nó chạy xong là mừng lắm rồi đó. Thì chúng ta sẽ chia ra những cái thread mà về low và những cái thread thuộc về high performance và những cái thread standard bình thường. Thì dựa trên cái sự phân cấp thread như vậy á, thì chúng ta sẽ tối ưu hóa được cái hệ thống của chúng ta nhiều hơn, chứ không phải là chúng ta chia đều ra tất cả mọi nhu cầu rack nào cũng như rack nào nó chạy. Thì khi mà chia đều thì chúng ta sẽ gặp cái vấn nạn nó làm cái hạn như trong hệ thống bán vé đi, thì sẽ có lúc thanh toán là cái lúc mà nó cần phải chạy nhanh thì chúng ta lại cho nó slow, còn có những lúc chẳng hạn như là user nó đang edit thông tin của nó thì nó cũng không cần phải quá nhanh lắm, mà chúng ta lại cho cái rack nó chạy nhanh, ưu tiên resource lên nó, thì cái việc đó nó sẽ gây ra cái bad user experience, nó không tốt. Ví dụ vậy, thì đó là một cái chậm mới mà Liêm mới cũng mới biết gần đây, thấy nó cũng hay chia sẻ lên trên đây cho mọi người. Đó về resource. Ngoài ra thì mình sẽ có một cái thông số khác là về performance analysis, chẳng hạn như là thời gian chạy của một cái method là bao lâu. Chẳng hạn như khi cái này thường xảy ra khi chúng ta gặp một cái màn hình, chẳng hạn như một cái màn hình load list của tất cả các sinh viên trong cái trường, ta thấy nó quá lâu, nhưng mà giờ hỏi lâu thì lâu là ai nhìn vô cũng thấy rồi đó, nhưng mà hỏi lâu ở chỗ nào chúng ta không biết. Thì việc chúng ta là lắp cái execution time của từng cái hàm ở trong cái tree, cái call link tree đó ra, thì khi nó lóc cái execution time của từng cái hàm ra thì nó chỉ biết à thực ra cái nó lâu là vì cái hàm này mà không phải là hàm kia chẳng hạn. Nhiều khi cái chỗ nó lâu không phải nằm ở chỗ load data từ database, mà cái chỗ nó lâu nằm ở chỗ chúng ta xử lý dần việc sort các cái sinh viên để load lên. Nhiều khi nó hài hước giống vậy. Lát nữa trong mấy ví dụ của mình chia sẻ thì mọi người sẽ thấy lâu lâu cũng có những cái case như vậy, cho nên cái việc lóc chúng ta làm việc tức là IT chúng ta làm việc trên khoa học là chúng ta lóc thời gian ra nhìn lên cho đó thì chúng ta biết, chứ không nên võ đoán. Ta đoán thì lúc đúng một lúc sai. Các cái thà rồi ngoài đó method execution time hoặc là IO, động tác IO thì không chỉ có đọc ghi trên đĩa, database cũng tính là IO, ví dụ như vậy. Rồi hotspot là các cái điểm nóng của application mà nó ảnh hưởng về performance. Rồi concurrency issue là những cái vấn đề mà ví dụ như thường nó concurrency là yếu tố mà chạy song song, có hai cái thread cùng thực thi cùng gọi cái service cùng một lúc chẳng hạn, thì nó gây deadlock hay không. Thì nếu nó sẽ deadlock, vấn đề nó sẽ dẫn đến timeout và chúng ta chờ lâu một cách vô nghĩa, tại vì không phải nó slow mà chúng nó tự lock lẫn nhau. Đó chẳng hạn như vậy. Rồi tiếp theo là GVM statistic, thì cái phần này là những cái thông số về GVM, chẳng hạn như hồi nãy mình nói về CPU, về về RAM, và nó cái phần này á, nó khác so với cái phần resort ở chỗ là mình quan tâm deeper về GVM. Thì chẳng hạn như khi mình ở trên này mình nói về memory usage thì mình chỉ quan tâm là heap nó như thế nào, nhưng mà về GVM statistics mình sẽ có thể quan tâm hơn là
Trong memory nó thấy nhiều vùng John, vùng Eden, rồi vùng Permanent, chúng ta allocate như thế nào? Thì thường á, với Lim á, thì đa phần mới đầu vô mà giải quyết vấn đề về bộ môn issue á, đa phần chúng ta có thể analyze ở bước 1 và bước 2 là chúng ta giải quyết được rất là nhiều vấn đề về về bộ môn. Thật sự rất 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 hiếm những trường hợp chúng ta phải analyze rất là sâu vô trong JVM, và trừ phi đó là những cái ứng dụng nó rất là đặc biệt. Ok, rồi tiếp. Sau khi chúng ta biết chúng ta mê sẽ cái gì thì chúng ta sẽ quan tâm tới chúng ta xài tool gì. Tool ở đây là một vài các cái tool mà sẽ được Liêm sẽ nói ở đây chia sẻ với mọi người. Thì trái qua phải từ trên xuống dưới chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều tool. Đây là những cái tool mà nó khá là phổ biến ở trên thị trường hiện tại. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi vô. Ở đây Liêm sẽ chụp chụp hình một vài cái tool mà Liêm đã từng xài trong các cái quá trình làm việc ở LK, chẳng hạn như Visual VM. Cái tool này Liêm nghĩ chắc là đa số mọi người đều biết ha. Cái tool này khá là nổi tiếng vì nó có sẵn ở trong JDK, ai download JDK về là có sẵn. Nhưng mà sau này á thì JDK nó cái version sau 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 này á nó introduce ra cái mới là Fly Recorder, cho nên cái tool này bây giờ nó đang để cho cộng đồng open source phát triển tiếp, maintain và phát triển tiếp. Thì cái tool của cộng đồng open source nó sẽ có nhiều trò hơn, thì nó monitor cũng cũng xịn sò hơn á, nhiều chức năng hơn. Còn ở đây thì cái tool này nó view nó như vậy. Ở đây sẽ có nhiều view hơn, nhưng mà ở đây cho mọi người thấy được là Cebu nè và hit nó xài như thế nào. Đó, thì như Liên nói cái đường mà GC activity nè và cái đường GC nãy nó sẽ chạy rất là nhỏ, cái đường này gần như mờ luôn á, khó thấy lắm. Tại chỗ này nó đây, chỗ này là một cái chỗ mà bộ mình tiêu tiêu hao nè thì nó mới nhích lên nè, chứ còn lại nó gần như tiệm cận với đường 0% luôn. Nếu mà cái app nào mà cái đường xanh xanh GC nào mà nó chạy nó gần gần với cái đường một cam Cebu là mọi người hiểu cái app đó đó, nó gần như nó không hoạt động như nhiều, ăn no suốt ngày GC tìm cách giải phóng memory thôi á. Ok, đó là một tool mà chắc ai cũng quen thuộc. Tool thứ hai là IntelliJ. IntelliJ thì cái tool này nếu mà mọi người xài cả bản community của IntelliJ thì nó cũng có cái tool này, nhưng mà chức năng nó không có full. Bản Ultimate của IntelliJ thì chức năng nó full. Còn chức năng nào có, chức năng nào không giữa hai bản thì thực tình ở đây Liên cũng không có idea lắm. Bên mình thì xài toàn là Ultimate IntelliJ thôi. Nên, okay. Nếu ai quan tâm thì có thể lên trang của IntelliJ để mà xem. Rồi, ở đây là cái view khác để mà xem về hipdom. Hồi nãy mình có nói cái file hipdom thì cái tool này là cái tool mà Lim hay xài để xem file hipdom. Thật ra cái tool mà Visual VM á nó có thể coi hipdom được. Tuy nhiên cái view mà cái hipdom nó khá là đơn điệu và nó không có sức bọt với cái tiện ích mà để tra cứu nhanh giống như là IntelliJ. IntelliJ thì nó sẽ support một vài tính năng như sọt trên đây nè, cái chạc này nè. Rồi đó thì mọi người xài trên đây mọi người sẽ tiện hơn, nhưng lát nữa tôi giới thiệu một cái tool khác hay ho hơn để mà quan tâm hipdom. Còn IntelliJ thì nếu nhu cầu rất là cơ bản, coi như coi đang coi, mình muốn coi trên memory đang bị stuck ở chỗ nào thì có thể xài nó. Thì đây là cái tool khá là hay. Thậm chí IntelliJ nó hay hơn mấy thằng khác ở chỗ là nó có nguyên một cái trang để tutorial cho mọi người lên cho đó. Cho đó nó có cái tutorial, nó có cái bài để mọi người có thể play thử với cái tool đó, detect được memory issue cho nó luôn. Rất là hoành tráng. Cho nên đó là lý do tại sao mà Liên khá là thích cái tool này. Mặc dù chức năng thì nó cũng chỉ Liên cảm thấy là nó cũng một năm một mười với thằng kia, với thằng Visual VM thôi. Fly thì cọc đơn.
Đây là cái mà minh chứng cho hồi nãy Linh nói, đó là chúng ta nên biết chúng ta monitor cái gì, sau đó chúng ta mới quan tâm cái tool. Tại vì tool bữa nay mình thấy nó, chưa chắc ngày mai mình còn thấy nó giữa đời này. Ngày xưa chưa có thằng này, thì lúc đó là thằng Visual VM nó còn năng thịnh. Nhưng sau này Oracle nó nâng cấp, nó chuyển hướng qua thằng này rồi á, thì nó bắt đầu nâng cấp thằng này lên và không còn maintain cái thằng kia nữa. Thì cái tool này nè, là cái tool do cái đặc thù của EOK, Linh chưa có cơ hội xài nó, nhưng mà nó cũng có khá là nhiều chức năng hay á. Và bữa Linh tình cờ Linh coi một cái sharing của JDK, thì ở JDK version 21 hoặc là 22 nó đang có một vài cái feature để nó support cho thằng Fly Recorder, để nó có thể làm việc tốt hơn cái mức low level của system, để monitor cũng như là control các cái memory. Nên tool này khá là triển vọng. Rồi, đây. Đây là một cái tool giao diện thì nó hơi xấu, nhưng mà nó rất là gấu. Tại vì cái tool này á, là cái tool mà nếu mà mọi người bỏ thời gian học mà xài nó đó, thì nó sẽ, mọi người thấy nó sẽ cho chúng ta một cái view rất là toàn diện để biết được cái hiện trạng của memory tại thời điểm bị out memory. Tại vì không giống với các tool khác, thằng này có chức năng độc quyền là query heap object. Tức là khi mà chúng ta bị memory issue á, thì chúng ta sẽ có một cái rừng list rất 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 là nhiều object trên đây, cả trăm ngàn, thậm chí cả triệu object trên này của nhiều cái bucket khác nhau. Bây giờ một câu hỏi đơn giản, mình muốn biết là ok, bây giờ tôi biết là trong cái list memory issue tôi đang gặp lỗi là loát 1 triệu các sinh ví dụ như vừa 1 triệu các sinh viên chẳng hạn. Nhưng 1 triệu sinh viên này á, là 1 triệu sinh viên của những trường nào, hay là của toàn miền Nam, hay là 1 triệu sinh viên này là thực ra nó chỉ có 100.000 thôi, nhưng mà do code gì đó nó duplicate lên thành 10 lần, thành 1 triệu. Những cái vấn đề đau đầu đó đó, những cái tool khác nó sẽ không làm được hoặc là làm rất khó. Nhưng cái tool này nó cung cấp cái câu lệnh cho tôi viết cái query như thế này, nó khá là giống như SQL vậy đó. Viết ra cái query tôi sẽ biết được à, 1 triệu sinh viên này nó tức object. Khi thí dụ chúng ta query trên field school của student chẳng hạn, thì tôi sẽ biết à, 1 triệu này là thuộc về những cái trường nào, hoặc là query trên instance rồi mà nó trên những cái container instance của nó, thì ta biết được à, nó bị lưu ở đâu, tại sao nó liên kết chẳng hạn. Thì đây chính là cái tool khá là hoành tráng và tốt để mà analyze về memory issue. Mà mình nghĩ á, là nếu mà ai đã bước lên cái con đường mà đụng tới phải OEM, muốn analyze OEM, thì hoặc ít hoặc nhiều cũng nên biết cái tool này, để mà khi mà chúng ta gặp những vấn đề mà challenge thật sự thì chúng ta sẽ xài nó để biết được. Rồi, nãy giờ nói về memory, nhưng mà một mình thì đâu phải chỉ có memory không, nó cũng có một vấn đề là slow motion trong mấy cái hàm nữa. Thì ở đây khi mà những cái hàm mà nó chạy chậm á, thì chúng ta sẽ có cái tool là Zipkin. Zipkin nó khác gì so với mấy cái thằng khác, ngoại trừ việc free ra, thì Zipkin nó support monitor trên những cái distributed system. Thì cái yếu tố đó là một cái yếu tố rất là quan trọng ha. Tại vì hiện nay á, xu thế là microservice, nhà nhà microservice, người người microservice. Nếu mà ai cũng đổ dồn microservice như vậy á, thì monitor microservice mà chúng ta muốn biết cái nguyên cái full flow từ lúc ta gọi cái endpoint đó cho tới lúc kết thúc cái endpoint đó, nó đi qua bao nhiêu cái service, thời gian ở từng service như thế nào, thì cái tool này là cái tool giúp bọc chúng ta biết được cái việc đó và cho chúng ta một cái view khá là clear. Rồi, đấy, Prometheus, Grafana, Vulkan. Đây, Prometheus là một cái tool, là cái giống như cái database. Nhưng chúng ta cứ bỏ cái, nó theo kiểu là xem link. Mỗi lần chúng ta có sự kiện, chúng ta add vô database,
Rồi khi Grafana nó đọc từ cái database Google Method, nó sẽ load lên và nó render ra những cái chart. À, thế là chúng ta sẽ có cái chart. Rồi, ok. Sau khi nó về với cái tool đó thì mình sẽ đi tới cái bảng là summary. Thì mình nghĩ đây là một cái khá là hay trong cái build trong ngày hôm nay. Tại vì tool thì nó cũng hằng hà sa số, giống như đi chợ chúng ta thấy hoa này quả nọ nó cũng đẹp. Thì đây là một cái bảng để cho chúng ta có cái view khá là tổng quan về mấy cái tool mà Liêm cái chụp hình hồi nãy để cho mọi người thấy được nó như thế nào. Bốn cái tiêu chí mà Liêm muốn nói ở đây là pricing, production ok, tức là nó có ready, nó có support production good hay không, nó có dễ xài hay không, và cái chức năng chính của nó làm gì, tức là cái thế mạnh của cái tool đó, hoặc là những cái lưu ý khi mà xài cái tool đó. Rồi thì mọi người nhìn ở đây chúng ta thấy như đầu tiên nói về Visual VM Pricing Free. Liêm là ai chứ không biết chứ, Liêm thích những cái gì mà nó free, do tài chính thì nó cũng eo hẹp, nhiều khi mà test những cái tool mà nó mắc tiền quá mình xài thì nó sướng thiệt, nhưng mà khi mà mình kêu khách hàng bỏ tiền ra xài thì nó lắc đầu, nó cũng đau đầu lắm. Thành ra Visual VM là một cái tool free. Nó production ok không thì ở đây mình nói là limited. Tại sao nó limited thì thứ nhất nó cần phải cái application nó phải mở cái port GMX, mà cái port này thì không phải application nào cũng chịu mở, vì nếu application mà nó mở port quá nhiều thì sẽ liên dẫn đến vấn đề security. Thứ hai á là cái tool này nè chỉ monitor được trên một cái instance thôi, giống như hồi nãy nếu mà nhìn ở đây mình sẽ thấy đấy, ở đây là list các instance. Chúng ta có thể chọn 1, 2, 3 instance, nhưng mà mỗi instance nó lại mở ra một tab, cho nên nó vẫn vấn đề là gì chứ khi chúng ta muốn có cái view về về nguyên một cái cluster chúng ta không thể có được, nó sẽ rất là challenge. Ok, cho nên mình nói là trên production nó sẽ khá là limited. Nếu mà chúng ta chỉ đang analyze cái application local, hoặc là chúng ta chỉ analyze một cái monolithic app thôi á, thì hoặc là chúng ta chỉ quan tâm tới một cái JVM node thôi á thì được. Cái tool này dễ xài không? Dễ, nó khá là dễ, tại vì chức năng nó cũng ít thì và nó cũng clear, thì nhìn vô thì dễ xài. IntelliJ Profiler về pricing mình để limited, tại vì như mình nói á, phiên bản free của community nó đã có cái này rồi, nhưng mà chức năng nó khá là giới hạn. Phiên bản ultimate nó làm được nhiều trò hơn, nhưng mà cái version ultimate của IntelliJ á thì nó cũng không có rẻ rồi cái gì cũng có giá. Production ok thì không, thằng này là nếu như thằng trên thì còn limited thì thằng này là hoàn toàn là không, không hẳn là 100% là không. Mình có những cái, thực ra nếu mà nói về dân kỹ thuật của mình đó, thì trên đời không có gì là tuyệt đối, mình có thể, mình vẫn có thể monitor được trên vỏ xanh, nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải bật debug, phải mở bọt các kiểu, nó dẫn đến rất là limited. Chỉ trừ khi nào á là cái máy đó là nó cùng đường lắm lắm rồi á, cái vấn đề đó nó nhức nhối lắm, khách hàng chỉ mặc cỡ tên giờ phải giải quyết, xong giải quyết là chậm thì mới. Và nếu mà chúng ta quen xài nó lắm rồi thì ta hãy mở, chứ còn không thì nó không support easy to use hay không. Yes, tôi đã trả tiền mà, cái gì có tiền là nó dễ xài, nó rất là dễ xài. Và cái lời khuyên của mình á là cái tool này nó sẽ phù hợp nhất khi mà để ra debug cái application mà mình có thể review được với local. Các hạn như mình có cái file hidden, mình biết được là nó bị memory issue ở chỗ nào rồi, cái dùng đó thôi, nhưng mà mình có thể review để được cái memory issue đó thì mình dùng cái tool này mình sẽ debug ra được. Hoặc là mình có một cái application mình thấy nó slow ở chỗ nào đó, mình có thể review được cái slowness đó, thì nếu mình debug ở dưới local cái tool này sẽ cho ra cái view rất là clear nó slow ở chỗ nào. Đấy, chẳng hạn như mọi người thấy ở đây đây, đấy, nó cho ra cái view như thế này nè, thì mọi người sẽ thấy được là nó slow ở đâu và nó cho bằng đánh giá luôn, nhìn vô trên đây tô màu màu sắc đầy đủ.
nhìn vô là biết slow chỗ nào. Thậm chí khi tại thì nó slow mình nó có luôn cái view này, nhìn qua là biết được số lượng object nó đang chứa như thế nào, đủ thứ. Nên nó rất là tốt để chúng ta đi bắt application locally. Rồi tiếp theo, list MAT, memory, cái chữ MAT viết tắt của memory analyzing tool đó. Free, tool này free à? Rõ xanh ok. Không, tool này không có multi-line. Mọi cái mà nó hỗ trợ chỉ là đọc cái file hard raw. Cho nên mọi người phải, đó lý do tại sao hồi nãy Liên khoe là trong phần Java application, Java garbage collector, Liên show cho mọi người những cái tham số để config để output ra cái file hard raw. Tại vì có cái file proc đó thì ta bỏ vô cái tool này, tôi sẽ biết được memory tại thì nó đang bị issue gì. Không có file proc đó, chịu chết, cái tool này vô dụng. Easy to use không? Cái giao diện của nó hơi hàn lâm một tí, mình cũng phải nghiên cứu nó một chút và thì mới dễ xài. Nhưng mà mình để neutral là tại vì thật ra mình hoàn toàn có thể lên YouTube search vài cái, ra được một vài cái tool rồi mình cho người ta xài sao mình học theo, đúng không? Nhưng mà cái điểm duy nhất của cái tool này sáng so với tất cả các tool khác là nó support mọi người có thể support cái ngôn ngữ OVL đó, để chúng ta hiểu được cái hình dạng của data cái memory tại thì cũng bị đó, cho nên chúng ta sẽ biết được cái cách để analyze nó. Rồi tiếp theo là mình sẽ nói về phần file recorder. Cái phần file recorder nó là cái hệ tiếp theo của thằng Visual VM, thì nó cũng free, nó cũng có nhưng mà nó không support production cho lắm. Mình cũng phải cần, nó có thể support nhưng mà mình phải cần fix một vài cái GVM option để start. Và cái việc cần fix đó nó, về cái mặt security á, thì nó đi ngược với tinh thần của security, và giống như nó đang mở một cái backdoor để chúng ta quan sát hệ thống của chúng ta vậy. Thì trừ phi đó là cùng đường mặt lộ, mà nếu không thì mình cũng không khuyến khích. Easy to use xong, yes, tôi này tôi mới, giao diện nó đẹp hơn. Cái hình hồi nãy giao diện cũng hơi cũ, hình mới giao diện nó đẹp hơn. Và thằng này đang được Oracle Cloud Provider nó support tận tình, cho nên chúng ta sẽ thấy giao diện nó càng ngày càng đổi mới. Zipkin free, free luôn. Khi mình nói về cập free tại vì ở LK mình đó thì phải xài các cái phần mềm khá là genuine, và chi phí cho những cái phần mà không free á thì nó cũng khá là mắc. Cho nên nếu mà chúng ta muốn offer một cái giá cả mà nó tương đối gọi là good với lại customer thì những yếu tố chẳng hạn như là nó có free không nè, là một cái yếu tố khá là cạnh tranh trong cái thời buổi hiện nay. Rồi tiếp theo á, là mình sẽ nói về cái thằng Zipkin này. Cái Zipkin này, tool này nó free, nó monitor được trên production nha, rất là tốt luôn, nó cũng dễ xài. Tuy nhiên nó bị cái limitation như Liên tô đỏ ở đây, mình cần phải có coding effort để add data vô để monitor, chứ không phải tự nhiên mà nó monitor được. Thì nếu mà như bên LK mình á, mình xài Spring Boot thì Spring Boot nó support by default với thằng này, và một vài thông cái việc mà add thông tin để monitor bằng Zipkin này nó rất là nhẹ nhàng. Không, mặc dù là mình cũng phải add một vài dòng đó nhưng mà mình add ít chứ cũng không phải quá nhiều. Cái rồi cho nên là nó sẽ là một phần khá là good cho mình. Ok, tiếp theo là về Prometheus và Grafana. Đấy. Để mà có được một cái GUI mà đẹp đẽ như như mọi người thấy ở đây á, thì chúng ta phải add data vô, và cái việc add này cũng phải add bằng tay ha mọi người. Nó support by default của Spring Boot á,
nó không support nhiều như vậy, nhưng nó support những thứ cơ bản như là CPU, heat, đồ các kiểu. Nhưng mà thí dụ chúng ta muốn monitor những thứ cao siêu hơn thì thằng Prometheus với Grafana này support được, nhưng mình phải ép bằng tay vô. Nhưng vì nó support những thứ cao siêu hơn, cho nên cái tool này nè là nó rất rất là khuyên xài cho những cái việc mà monitor microservice app chẳng hạn, là chúng ta có những cái monitor khác nhau trong hệ thống. Chẳng hạn như ở Circuit, những lúc mà chúng ta trực bóc cho những cái sự kiện bán vé lớn chẳng hạn, thì chúng ta bên bên hệ bên công ty của Lim, bên bên LK, bên Synthetic, nó có những cái bo của Prometheus để coi coi là số lượng người dùng đang vào hệ thống là bao nhiêu, lượng CPU đang consume là bao nhiêu, lượng memory trên các cái hệ thống, trên các cái máy trong cluster đó là bao nhiêu, đĩa đĩa đang lưu trữ như vậy là ổn hay không. Và thậm chí mình sẽ có những cái business, những cái monitor liên quan tới business, chẳng hạn như số lượng người dùng đang đang ở cái pay này là như thế nào, số lượng người dùng có thể mua vé là bao nhiêu cái vé nó đang bị kẹt thanh toán. Đây là những cái monitor. Những cái thằng khác nó chỉ thuần túy về technical, nó support nó rất là limited. Nhưng mà Zipkin nè, hoặc là Prometheus với Grafana là support hoàn toàn rất là good. Nãy giờ mình nói cũng cũng khá là nhiều, cũng không biết là mọi người có cần nghỉ ngơi gì hay không. Thì sau Dạ, cảm ơn anh Liêm à. ha. Ok, cảm ơn anh Liêm với cái phần chia sẻ về những cái công cụ mà để mình monitor cái performance trong cái ứng dụng của mình, cũng như là những cái kinh nghiệm mà anh đã trải qua khi mà làm việc ở LK cũng như là Circuit. Thì tiếp tới đây sẽ là phần chia sẻ của anh Minh. Mình muốn nhắc lại các bạn nếu có câu hỏi nào thì cứ mạnh dạn nhập vào trong cái khung chat của Zoom và chúng mình sẽ tổng hợp và sẽ trả lời vào ở cái phần hỏi và đáp cái cuối chương trình ha. Và tiếp sau đây mình sẽ tiếp nối chương trình với cái phần chia sẻ của anh Minh. Rồi sau khi mà anh Lim mà chia sẻ về những cái tool để mà mình đo lường, mình analyze và mình thì từ đó mình có được cái report và mình khoanh vùng được là cái chỗ nào trong cái chương trình của mình nó gây ra cái issue, thì ở đây thì mình sẽ đi sâu hơn về mặt những cái coding để mà phát hiện những cái issue đó, thì mình sẽ solve những cái issue đó như thế nào. Rồi, đầu tiên thì khi mà nói về performance thì những cái khía cạnh mà mình cần quan tâm thì nó là những cái nào? Thì đầu tiên nó là cái response time, thì cái việc mà user thực hiện một cái action thì user sẽ mong muốn là cái action đó có cái response nó càng nhanh càng tốt. Đó. Thì thứ hai là cái throughput, là cái việc những cái đường data nó truyền qua những cái layer, ví dụ những cái giữa back end, front end hoặc là giữa database lên back end, nó cũng phải vừa đủ. Tại nếu nhiều quá thì nó cũng sẽ gây ra những cái performance, những cái nó sẽ chạy lâu. Và cái cuối cùng là cái mà nãy giờ anh Liên có nói là cái những về vấn đề memory manage. Đó, thì đó là những cái khía cạnh về việc những cái vấn đề performance. Và cái quá trình performance thì quá trình mình fix những cái issue vào của mình thì nó là một cái quá trình xoay vòng mình chúng ta đo đạt và mình optimize xong thì mình lại đo đo đạt lại để mà mình xu được cái hướng cái cách chúng ta sửa cái vào của mình nó là hợp lý và mình improve được của mình. Và khi mà mình sửa vào của mình thì mình cũng chú ý là mình nên thực hiện những cái step nhỏ. À, những cái step nhỏ để mà mình đảm bảo mình đi đúng hướng. Rồi, rồi theo thì mình sẽ nói về những cái performance issue thì nó có muôn hình vạn trạng, thì nó có mỗi cái trường hợp nó có những cái solution khác nhau. Thì
Thì hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ đi những cái một số cái approach, thì mình sẽ vẫn còn những cái nhiều approach khác mà mình có thể mình biết thêm, thì bạn nào muốn biết thì có bạn nào có những cái trường hợp khác mình có thể chia sẻ trong cái group chat của mình. Rồi, trường đầu tiên chúng ta nói về một cái Java application. Thì cái trong cái Java application đây mình có sử dụng một cái thư viện có tên là Query DSL. Thì khi mà mình chạy cái application thì mình phát hiện là cái application nó bị dừng, nó không reset tiếp và mình bắt buộc phải restart lại cái application. Đó. Thì khi mà mình analyze, mình kiểm tra cái hidden của cái project thì mình thấy không có cái issue gì. Nhưng mà khi mà mình kiểm tra cái thread của cái project thì mình lại phát hiện ra được là nó có nhiều thread, nó đi initialize những cái static, biến static của những cái query type, nó là một những cái object mà của thuộc về query DSL. Thì những cái query type này nó lại là dependency của nhau và nó chạy trong nhiều thread thì dẫn đến việc deadlock xảy ra. Thì đây là một ví dụ, như cái ví dụ trong trường hợp này là một thread đầu tiên là nó initialize một class tên là queue mutation case, và trong cái queue mutation case này thì nó lại initialize một cái type mang tên là query case. Thì một cái thread khác thì nó lại ngược lại, nó initialize cái query case, và cái trong cái type này thì nó lại có một cái property là query mutation case. Đó. Thì khi mà hai cái thread này nó chạy cùng lúc thì nó dẫn tới cái việc nó deadlock xảy ra. Và cái trên cái document của cái query DSL thì nó cũng có nói về cái việc này, và nó suggest cái solution là nó pre-init cái những cái query type này trong một cái thread trước khi mà mình đi sử dụng trong nhiều thread khác nhau. Thì bây giờ cái này thì mình như vậy là khi cái lúc đó thì cái khi mà mình solution ấy, khi mà cái issue này nó xảy ra thì cái chương trình này nó bị dừng luôn đó, thì mình phải đi sửa nhanh chóng. Thì lúc đó có một cái quick quick fix solution để mà mình hạn chế cái issue này, đó là mình giảm cái thread pool lại còn xuống 2, thì lúc đó cái xác suất bị deadlock nó giảm xuống. Và khi sau khi mà tạm thời mình solve được cái đó thì cái mình kêu mình analyze kỹ lưỡng thì mình có cái solution hoàn chỉnh là mình đi để mình eager init những cái query type này khi mình application nó start lên. Đó. Thì cái như vậy mình rút ra được là gì, là khi mà mình sử dụng một cái thư viện gì đó thì mình phải nên nắm rõ những cái thư viện cũng như là những cái bug nằm trong cái thư viện đó để mà mình tìm ra được cái cách sử dụng một cách hợp lý. Rồi, và bây giờ chúng ta đi qua một cái tình huống khác, là ở đây là mình có một cái đoạn code như sau ha. Thì cái đoạn code này là nó add một cái số lượng lớn cái person, ở đây là khoảng 1 triệu, và một cái hash một cái hash. Thì khi mà mình chạy mình phát hiện ra là cái mặc dù nó chỉ là một cái tác vụ đơn giản là nó add cái item vào cái hash thôi, nhưng mà nó lại tốn khá nhiên tốn rất là lâu. Đó, thì khi mà mình analyze kỹ thì phát hiện ra là cái person này nó cái hàm hash code của mình nó chưa được implement đúng cách, nó trả ra một cái hằng số. Thì mình phát hiện ra như vậy thì mình đi giờ mình đi implement thôi, là mình implement cái hash code của cái person này. Tuy nhiên mình có lúc đó thì mình có đặt ra cái câu hỏi là cái hash code này nó liên quan gì tới cái hash set, và cái hash set sử dụng cái method này như cái hàm hash code này như thế nào mà nó improve được performance. Thì để mà trả lời được câu hỏi này thì chúng ta đi sâu vào cái bên trong cái hash set.
Thì thực chất phía sau một cái hash set thì nó là một cái hash map, với key là cái object mà mình đi add vào cái hash set đó, và cái value là một cái dummy value. Trong trường hợp này nó quan tâm tới cái value của cái map đó. Và phía sau cái hash map nó thì nó lại là một cái mảng, với mỗi cái mảng nó là một mỗi cái phần tử thì nó là một cái linked list. Đó, khi mà một cặp khi mà một object được add vào, tức là một key được add vào cái hash set, tức là một cái key value nó add vào cái hash map, thì cái chương trình nó sẽ sử dụng cái nó sẽ gọi cái hàm hash code của key. Thì trong ví dụ hồi nãy nó là cái person, class person, để mà tính ra được ở cái object mình cần add vào thì nó sẽ được add vào cái link list ở vị trí thứ mấy trong cái array. Thì nếu mà cái link list nó đã có cái phần tử trong đó thì cái phần tử mà mới add thêm vào đó thì mình sẽ đi compare với các value thông qua cái hàm equal. Như vậy nếu mà một cái item mà nó luôn luôn nó trả ra một cái hash code cùng một cái hash code, thì có nghĩa là cái object nó sẽ được add vào chung một cái link list. Như vậy thì một cái item đó nó sẽ đi được combine với n cộng 1, n trừ 1, sorry, n trừ 1 cái item add trước đó. Như vậy là nó sẽ là rất nếu cái việc compare này nó sẽ có nhiều cái việc compare xảy ra thì nó sẽ lâu. Như vậy là cái việc mà mình implement cái hash code cho nó đúng thì nó sẽ là giảm thiểu cái việc mà cái compare giữa các item, và từ đó mình improve được performance. Thì bây giờ chúng ta qua một cái trường hợp khác là mình có một cái cũng có một cái đoạn code mình nói chuỗi thì ở đây là ví dụ trong trường hợp mình chạy cái đoạn code này với cái tham số repeat là cái ví dụ một con số lớn, ví dụ 100.000 triệu chẳng hạn, thì cái kết quả thì cái hàm này mặc dù nó chỉ có khoảng 5-6 dòng thôi mà nó lại cũng chạy rất là lâu. Đó. Thì improvement thì chắc mọi người cũng đã biết ha, thì khi mà mình nói chuỗi thì cái bedrock khi mà mình nói chuỗi là mình sử dụng string builder để mà mình tránh được cái performance issue. Đó, thì thực sự là đúng là vậy. Thì khi mà mình sử dụng string builder thì cái hàm này nó sẽ chạy hầu như trong tích tắc. Đó. Như vậy cái string builder nó vừa đảm bảo được là nó nói được nhiều hay cả một số lượng lớn các chuỗi lại với nhau mà vẫn đảm bảo được cái performance. Như vậy thì nó hoạt động như thế nào để mà nó làm được điều đó? Đó, thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái string builder. Rồi, thì như chúng ta đã biết khi mà mình học Java ha, là cái string thì nó là immutable. Tức là mỗi lần mình thay đổi cái string là nó sẽ tạo ra một chuỗi mới. Tức là ví dụ hồi nãy cái 100.000 cái mình nói 100.000 cái string là sẽ có 100.000 cái string nó được tạo mới ở trong memory, và thì nó sẽ khi mà nó nhiều thì nó sẽ gieo vào phần mình. Đó. Còn string builder thì nó làm như thế nào? String builder thì nó sẽ đối với string thì thực chất cái string thì nó là một cái array các character với cái capacity thì nó là bằng độ dài chuỗi. Trong khi đó string builder thì nó lại chứa chứa cái string với cái capacity nó lớn hơn cái độ dài của cái chuỗi mà nó chứa. Thì khi mà append cái string vào một cái string mới và cái string builder, thì nếu như cái độ dài sau khi mà append nó lớn hơn cái capacity đã hiện hiện có thì nó sẽ tạo ra cái array mới và nó copy cái data cũ, copy cái string, cả hai cái string trên gốc và cái string mình cần append vào cái array mới. Còn nếu như mà trong trường hợp cái độ dài của chuỗi mới nó nhỏ hơn cái capacity thì nó chỉ là copy cái string mà cần append vào cái array đã có và nó không có tạo ra cái array mới. Như vậy có nghĩa là một cái array
một array character nó chỉ được tạo khi mà cái độ dài nó lớn hơn capacity. Như vậy khi mà mình sử dụng string builder để mà mình nói một cái số lượng lớn các chuỗi thì có nghĩa là cái việc mà mình nó tạo ra array các character nó sẽ được giảm 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 cái số lượng đó, thì thành ra nó sẽ improve được performance, cái số lượng object cái số lượng array nó được tạo ra nó ít ít hơn. Đó, như vậy là ngoài ra những cái việc bedrock khi mà mình xài một cái bedrock mình cũng nên hiểu cái tại sao cái rồi mình nên xài cái bedrock đó, mình hiểu cơ chế bên dưới như thế nào. Đó. Rồi giờ đây mình tới một cái trường hợp khác khi mà mình code trong một những cái application mà nó liên quan tới database, mình query xuống database thì khi mà mình quan sát cái server log của cái application của mình thì mình phát hiện ra cái một cái pattern như thế này. Nó là gồm một cái câu query, nó query một cái data và nó có nhiều cái câu query tiếp theo nó giống nhau và nó xảy ra trong một thời gian ngắn. Đó. Thì có nghĩa là trong cái thời gian ngắn là cái application của mình gọi vô database nó rất là nhiều lần. Đó. Thì tại sao lại vậy? Đó. Thì đây là cái đoạn code mà nó tạo ra cái server log hồi nãy. Thì khi mà mình quan sát cái đoạn code này thì đầu tiên nó có một cái lệnh, nó có lệnh nó gọi xuống query xuống database, nó lấy được một cái list của những cái task và nó loop trong những cái task và cái task mình lấy ra cái project name của cái task đó. Thì khi mà mình debug mình chạy mình thấy là ở cái list recent task nó tạo ra một câu query và nó mỗi lần nó gọi reset project nó là gọi call gọi thêm một cái câu query nữa. Đó, thì như vậy là dù cái task nó có 100, 1.000 hoặc là thậm chí 1.000.000 phần tử thì cái số lượng query nó rất là lớn. Đó. Thì cái khi mà mình đi sâu vào những cái entity thì mình thấy là cái quan hệ giữa task và project thì là nó là một quan hệ many to one, tức là nhiều một project có nhiều task và một task nó thuộc cho một project. Và cái fast time của nó lúc đó nó là lazy. Tức là mỗi lần mình query những cái task từ database thì project lúc đó nó sẽ chưa được load lên. Chỉ khi nào mình gọi getter trong cái task thì nó sẽ là call một câu query lấy thêm cái thông tin project để mà sử dụng. Đó. Thì như vậy là cái nó sẽ có rất nhiều cái câu query nó call xuống database. Đó. Thì để mà solve cái vấn đề này thì thực ra là có nhiều cách. Đó, nhiều cách để mà mình solve cái vấn đề này. Đó, vấn đề thứ nhất mình có thể mình eager load để mình thêm còn thêm mình thêm cho cái câu query của mình eager load luôn những cái project để mà khi có cái task thì trong cái task nó có cái thông tin project luôn rồi. Đó, cách thứ hai thì mình có thể là mình viết cái câu query tại ở đây khi mà mình đọc lại cái code mình thấy là nó chỉ cần cái project name thì lúc đó mình viết cái câu query mình chỉ là mình viết lại câu query mình viết cái project name rồi mình lấy cái project name ra thôi đó, thì như vậy là nó chỉ có tốn một hai câu thôi. Hoặc là cái thứ ba thì nếu mà những cái project nào nó sử dụng cái thư viện hai ba này thì mình có cái annotation pass sign thì pass sign thì nó sẽ là làm gì, nó sẽ khi mà thêm vô thì nếu khi mà mình gọi một trong trong cái đoạn code này khi mà nó gọi một cái get project thì thay vì nó get project cũng chỉ cái task đó thôi thì nó sẽ gọi ví dụ trong cái path size của mình có config là cái value của nó là 20 đi chẳng hạn, thì khi mà gọi get project thì 20 project có nghĩa là project của 20 cái task nó sẽ được query lên đó, thì lúc đó cái thay vì ví dụ một mình có 100 task thì giờ nó chia 20 thì lúc đó nó chỉ có 5 câu query thôi để nó sẽ giảm bớt được cũng rất là nhiều, thì lúc đó nó sử dụng cái path size thì mình chỉ là thêm cái annotation và mình không cần phải sửa lại cái đoạn code thì nó cũng có thể giải quyết được nhanh chóng. Đấy, như vậy khi mà mình code những cái logic mình liên quan tới database mình cũng nên chú ý những cái câu query mà nó sẽ gọi xuống database
Nếu mà gọi quá nhiều mà mình coi thử mình có improve được hay không để mà mình coi thử nó có gây đau không mình để mà mình đi improve. Rồi một cái trường hợp khác mà chúng ta cũng thường hay gặp đó là cái project nó có cái business phức tạp, context là cái một cái context của cái trường hợp này nó là ở một cái request trong cùng một cái request nó thực hiện nhiều cái step theo cái business logic mà cái project nó yêu cầu đó, thì nếu mà chúng ta thực hiện những cái step này nó một cách tuần tự thì cái request nó sẽ tốn rất là nhiều time và người dùng có thể là phải chờ rất lâu và nhiều khi là dù mà mình lâu quá nó lại thành ra nó bị time out hoặc là project nó đứng luôn hoặc là cả application đứng luôn đó. Thì những cái step này thì nếu như mà nó không có liên quan đến nhau về mặt business cũng như là về mặt data thì chúng ta hoàn toàn có thể là mình sử dụng những cái step đó ra những cái track khác nhau để mà mình chạy nó song song à, để mà mình improve được cái performance thay vì mình chạy tuần tự, hoặc là những cái view trong những cái step của mình có những cái step là mình cái user nó chỉ cần là biết là nó chỉ cần start cái step đó và người dùng chứ không cần kết quả của những cái step đó ngay lập tức. Đó, thì mình có thể chuyển những cái step đó mình chạy asynchronous và mình cho nó chạy background để mà mình có cái response nhanh chóng mình cho những cái nào mình cần mình respond cho chạy cho user. Đó, về cách implement những cái asynchronous và multithread thì nó sẽ có khá nhiều. Cho nên chúng ta sẽ không đi sâu vào cái cách implement tại vì nó còn tùy thuộc vào cái library những cái project mà mình sử dụng. Đó, mỗi cái rồi trang nó có những cái cách thực hiện cái này như thế nào. Đó. Thì cái thì rồi khi mà mình sử dụng những cái này thì mình cũng nên chú ý cái việc nếu như cái thread nó có call query xuống database thì mỗi cái thread thì nó sẽ có transaction của riêng nó không có xài chung, cho nên là cái việc mà mình những cái object entity mình đem đem qua cái thread để nó xài thì mình chú ý cái gì đó và cái và nếu mà những cái thread nó cùng access một cái chung một cái resource ví dụ đọc file hoặc là update cùng một cái data dưới cái database thì nó có khả năng bị deadlock thì mình cũng nên cần cũng 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 chú ý những cái việc này. Và cái điều thứ ba mình cần nên chú ý là những cái data mà nó không có thread safe, ví dụ giống như những cái static variable mà mình như những hầu hết gì thường hay đụng gặp phải là những cái map, những cái list gì đó người ta muốn lưu cái người đéo nó muốn lưu trên cái static trên cái memory thì lưu vô biến biến static. Thì nếu như mà mình sử dụng cái mình cho cái, sử dụng những cái data cái type data type nó là không có thread safe á thì nó có thể dẫn đến cái việc mà data nó bị sai, nó không có đúng, ví dụ cái thread này nó chạy nhưng mà cái data nó bị đổi sang cái của cái thread khác rồi để cho nên nó bị sai cái việc tính toán nên nó thành ra bị bất thì trước cái thì đây là một cái ví dụ khi mà mình đi sử dụng những cái multithread. Ta có thể thấy là ở đây có chúng ta có một cái set những cái project action request action request thì để mà nếu mà chạy tương tự cái này thì cái này mọi cái mình nói cái mọi cái nó sẽ là khá lâu, cho nên là mình chuyển thành cái những cái thì những cái thread riêng những cái thread riêng mà mình add những cái thread đó vô cái task executor để mà mình quản lý cái thread. Và nó cũng mình cũng chạy nó trong những cái transaction riêng của nó thì khi và mình cho nó chạy parallel cái thread chính của mình sẽ chờ những cái thread này nó chạy xong và mình tổng hợp kết quả mình trả về thì cái này nó sẽ chạy xong rồi nó sẽ nhanh hơn. Và trường hợp thứ hai là cho những cái project mà sử dụng cái string framework thì nó có support cái annotation async
Async thì khi mà sử dụng Async thì cái string framework nó sẽ chạy cái khi mà mình call cái method này, string framework nó sẽ chạy cái method này trong cái một cái thread khác và chạy trên background. Đó, thì mình có thể sử dụng cái này để mà mình chạy chơi để cho cái application chạy những cái logic mà mình cần nó chạy background. Đó, thì khi mà mình sử dụng những cái thread này mình cũng chú ý những cái context, ví dụ cái những cái authentication context là những cái locale nhưng mà liên quan tới ngôn ngữ gì đó thì mình cũng phải là mình lưu copy vô nó vô cái thread để mà cái thread nó xài được cho nó đúng chính xác. Đó, như vậy thì đó là một vài cái trường hợp mà mình đã gặp phải. À, như vậy thì để mà mình summarize lại đó, khi mà mình work cho những cái task về performance đó, thì chúng ta cần chú ý những cái là khi mà mình solve những cái performance issue thì nó là những cái quá trình lặp lại giữa việc mình measure và optimize cái performance của mình, và cái những cái solution thì nó sẽ có thể là tùy vào cái những cái tùy trường hợp từng cộng tác, những cái những role tag và những cái library mình sử dụng thì nó có những cái solution khác nhau. Nó có thể là nó cùng cái ID nhưng mà cái cách làm nó có thể là mình cần phải adapt lại cho nó đúng theo cái role tag của mình. Và khi mà mình fit performance thì mình nên làm những cái step nhỏ và làm từng bước và mình đo đạc lại để đảm bảo là mình đi đúng hướng, đảm bảo cái cách của mình là mình improve được cái performance mình. Đó, và mình cũng đã đi qua một vài cái practice mà mình ví dụ như khi mà mình sử dụng một cái library hoặc một cái framework gì đó thì chúng ta nên hiểu rõ cái cách hoạt động của những cái library hoặc framework đó. Và để mà khi mà mình sử dụng cái ngôn ngữ ví dụ Java hoặc là những cái ngôn ngữ khác thì mình cũng nên chú ý những cái last, những cái feature mà cái ngôn ngữ đó support, mình coi cái bên dưới nó chạy như thế nào, nó được coi rồi nó có những cái issue gì hoặc là những cái điều gì cần chú ý hay không đó. Và khi mà cái mình code mà đụng tới database thì cái vấn đề là có một query thì nó cũng mình cũng nên chú ý. Và cái khi mà một cái business nó project của trở nên phức tạp và nó dẫn đến dù một request nó có cái performance thì mình cũng có thể là mình consider cái việc multi-thread đi và cái sử dụng asynchronous để mà improve cái performance đó. Thì đó là những cái điều mà mình muốn share trong buổi tối ngày hôm nay. À, rồi, cam 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 mày cam. Ok, cam cam. Dạ, cảm ơn phần trình bày của anh Minh ha. Thì đó là kết thúc cái phần chia sẻ của hai anh trong buổi tối ngày hôm nay. Thì tiếp đến sẽ là cái phần hỏi và đáp. Thì hiện tại thì mình đã nhận được khá là nhiều câu hỏi trong hộp thư thoại của Zoom. Thì ở đây mình có chọn ra được một vài câu hỏi khá là hay gửi đến anh Liêm và anh Minh để cùng trả lời ha. Thì câu hỏi đầu tiên là đôi lúc bạn này support debug memory performance cho các bạn dev khác, thì ở trong cái ngữ cảnh này thì bạn chỉ vào được server thôi, có được cái binary jar, có nghĩa là bạn không có xem được cái code của những bạn dev khác. Thì anh Liêm hoặc là anh Minh có một số gợi ý nào để mà bạn dùng tool hoặc là kỹ thuật nào để phân tích tiến trình Java đang chạy không ạ? Rồi, ok. Ngữ cảnh của anh hơi lạ ha, tại nếu mình support thì bất cho các bạn dev khác á thì thường thường anh nghĩ là chạy qua máy nó là debug, nó lẹ. Trường hợp này nó hơi lạ. Ok. Anh nghĩ là khi mà mình đang support debug là chắc là mình đang mở remote debug port thì phải. Thì tool hoặc là cái cách mà để coi được mấy cái tiến trình, không biết có phải là bạn đang nói về mấy cái thread của Java đang run hay không. Thì như vậy, Visual VM hồi nãy anh nói là một cách, hoặc là Fly Recorder nó một cách trong cái slide mà lúc mà anh chia sẻ.
thì Visual VM hoặc là FlyRecorder là hai cái tool khá là tốt để support cho mình có thể remote connect vô cái máy mà mình đang coi đó, để mình có thể coi là cái red nó đang chạy là cái gì, CPU nó đang chạy như thế nào, heat nó đang chạy như sao, và các cái heat dump hoặc là red dump nó như thế nào thì nó thì đó là chứng mình. Còn nếu mà thật sự là mình đang remote thì mình đang quật xong in pa lên xong xong với một bạn khác á, một bạn developer khác hay kiểu pair mình á, thì về phía của anh thấy IntelliJ nó với tool là Code With Me đó, trên cùng với Codespace chúng ta view nó làm việc nó rất là tiện. Thì ok, đó là view của anh. Thì cho cái trường hợp này là như vậy, tại vì khi mà mình có IntelliJ mình coi như vậy á, thì thậm chí là mình có thể coi được với cái red với cái code nó đang chạy sau luôn, và mình thậm chí mình còn test được execute được một tải thỉnh bên tham cái đoạn code đó hoặc cái value đó, chứ mình cũng không phải chỉ là nhìn thôi. Ok, câu hỏi. Dạ, rồi cảm ơn phần trả lời của anh Liêm. Thì câu hỏi tiếp theo cũng đến từ bạn này luôn, là bạn từng gặp một trường hợp là heap memory tương đối bình thường, lâu lâu bạn xem cái file hardcrop một lần, xem thread stack trace thì cũng không có gì lạ, nhưng mà cái vùng giới resident thì lại cao. Thì với kinh nghiệm của anh thì anh sẽ có những phương pháp hướng tiếp cận nào để giải quyết? Cái vùng nhớ Resident thì với anh nó hơi lạ, vùng nhớ Java Memory mà heap anh biết thì nó cũng chỉ có ba vùng à, một vùng là young, một vùng là on, tên nó là on hoặc là new, và vùng còn lại là permanent. Anh chưa nghe vùng Resident à. Nhưng mà anyway á, thì cái trường hợp này nè, thì cái tool mà anh nghĩ tốt nhất á là cái tool mà MIT á, Eclipse MIT Memory Analyzing Tool á. Tại vì như hồi nãy lúc mà anh giới thiệu á, cái điểm mạnh nhất của nó là nó support cái OVL trong trường hợp này. Vì mình tại mình đâm ra mình thấy cũng bình thường, rồi crash mình thấy cũng bình thường, thì mình hãy dùng MIT với cái tool với OVL để kỳ để mình biết được cái hình dạng trên data đó như thế nào. Giống như hồi nãy anh nói, mình thấy được Mary đó, nhưng mà mình ok bây giờ thí dụ như Mary đó, anh nói mình thấy được có một nhóm object mình đang cần quan tâm. Tất nhiên là mình chỉ quan tâm cái object thuộc application của mình thôi, còn những object như Java string hay là array hay là list gì đó thì mình không quan tâm. Rồi thật ra đó chỉ là những cái object của Java để bên trong nó wrap những object của mình, thì cái issue là những object của mình đó, thì mình coi là những object của mình nó sẽ được wrap bởi những thằng nào, data đến từ đâu. Thì khi mà mình rút cái picture nó như vậy á, thì mình mới analyze được về memory issue. Chứ nếu mình không xài cái tool nó để query á, thì mình sẽ lâm vô tình hoàn cảnh đó là thấy mọi thứ nó bình thường. Thì ý của anh là như vậy, mình nên đi theo cái hướng là cái phân bổ data, cái hình dạng của cái data đó tại memory nó như thế nào. Ok, hy vọng là sẽ support được em trong trường hợp này. Cảm ơn anh. Mình đến câu hỏi tiếp theo luôn nha. Thì bạn này thì hay dính cái vấn đề về OM trên production. Cứ khoảng một tuần thì cái heap memory nó lại tăng và nó chạm cái limit, và nó làm gây crash cái ứng dụng của bạn. Nhưng mà cùng cái image này khi bạn chạy ở trên cái môi trường dev á và test thì không hề thấy có cái việc bị memory leak. Cái heap memory tăng lên á thì nó có tăng nhưng mà nó được cái garbage collector dọn sạch. Rồi. Còn ở trên production thì cái garbage collector nó clean, có lúc giảm xuống nhưng mà có lúc chỉ giảm được một chút thôi. Thì hai cái môi trường này đều được cấp cái resource tương đương. Cái production thì cái tải lượng nó cũng không phải quá là lớn á. Thì ngoài cái khả năng về vấn đề trong code á, thì còn có khả năng nào gây cái OM ở trên production không anh? Ok, nếu mà chạy cùng một cái image thì cái code nó giống nhau, thì ngoại trừ vấn đề về code và
Ok, anh nói môi trường dev là nghe môi trường dev thì anh cũng cùng bơm đó là môi trường nó cũng na ná như bộ xanh nhưng chẳng qua nó dành cho dev thôi. Thì đó thì dựa trên cái assumption xanh đó thì anh sẽ trả lời như sau. Thì nếu không phải là vấn đề về code thì chúng ta sẽ có vấn đề về đây là ba thứ mà anh đã từng thấy. Chưa chắc là nó đủ hết nhưng mà đây là ba hướng mà mình có thể suy nghĩ tiếp. Một là data. Cái data trên production nó có thể rất là khác biệt so với cái data mình đang xài. Anh lấy một cái ví dụ chẳng hạn như cái hệ thống bán vé của anh đi, thì lúc mà dev nghỉ thì không có cái view với như mà user, cho nên mình prepare một cái tập data nó là một cái vé nhiều sự kiện thí dụ như vậy, thì nhiều bộ phận á chẳng hạn như vậy. Thì mình ok một cái event làm gì đó tới 100 bộ phận mình chỉ cho một event có 5 6 bộ phận mình thôi, nhưng khi mà ra ngoài production khách hàng nó xem thì một event nó lại load tới 100 bộ phận mình, và vô tình một cái màn hình mà mình load nhiều data như vậy á thì nó sẽ dẫn đến issue. Cho nên anh nghĩ cái hướng về data là cái hướng mà mình nên phân tích coi coi cái sự khác biệt data giữa bộ phận mình và của môi trường production và môi trường dev hay không, là có sự khác biệt của data giữa môi trường production và môi trường dev hay không. Tại vì cái view của dev nó dẫn đến việc là mình repair data nó cũng khác đi, và nhiều khi nó không giống. Nếu nếu mà data nó cũng hùm hùm giống như nhau thì một yếu tố khác là thời gian execute của các third party service. Tại vì như em nói là GC clean thì có lúc lên lúc xuống, thì thời gian execute của các third party service khác nhau nó cũng là một yếu tố. Tại vì khi mà em call á thì thường mình không có viết tới cái mức là anh rất là ít gặp những cái project mà nó viết theo kiểu React Native Programming, tức là kiểu call tới rồi thả call tới rồi trả về design ngay lập tức, lát chờ callback xử lý tiếp giống vậy. Thì với cái kiểu viết mà bình thường của mình, rất là bình thường của mình thì là theo kiểu programming bình thường này, khi mà em gọi cái service mà gọi tới third party thì sẽ phải chờ, thì khoảng thời gian chờ đó đó là toàn bộ data của em nó nằm trên memory hết, em cũng đâu có delete được cho tới khi nào mà em call xong cái hàm đó em giải phóng thì em mới đi tiếp được, hoặc em mới qua tới chỗ khác em giải phóng. Thì cái thời gian call tới mấy cái thất mặt tiền service là một yếu tố để mình quan tâm. Một hướng suy nghĩ khác là cái behavior như anh nói ở trên đó, là cái mình nên coi cái behavior của production và cái behavior của dưới dev đó, nó thật sự giống nhau hay không. Anh nói ví dụ cùng một cái màn hình 100 user cùng access vô một cái list cùng một lúc, nó sẽ rất rất là khác so với chỉ có một user access vô cái màn hình list đó. Cho nên ví dụ như mình test mình cũng vô màn hình đó mình chạy tới chạy lui, hoặc là mình mở 2 3 tab mình cũng đi vô, thì nó sẽ hoàn toàn nó khác với việc là 100 user tại thì nó bắn vô cùng một nhát một mình đó, nó lát cái list đó lên, nó sẽ gây ra sự khác biệt đó. Thì với những cái case này như vậy nè thì anh nghĩ để cho cái thầy có hướng mà analyze á thì chúng ta nên cài những cái tool chẳng hạn như trong hồi nãy giới thiệu là Zipkin hoặc là Prometheus, Grafana để chúng ta add cái data vô, để chúng ta add những cái đoạn thông tin vô, chúng ta monitor cái call tới chỗ này là bao lâu, call tới chỗ kia bao lâu, memory cho từng chỗ là bao nhiêu, hoặc là số lượng người dùng hoặc là sao đó. Thì dựa trên những cái chỉ số đó đó mình mới có được cái thông tin rõ hơn để mình monitor. Còn nếu không mình nhìn vô vậy thì mình sẽ rất là bị động trong việc mà monitor. Còn nếu mà analyze log thì trừ phi mình phải log rất là detail và nhiều, nhưng mà thường anh thấy đa số các system mọi người lười log để sao đó, log nó thường chúng ta không quan tâm log lắm, nhưng mà tới khi chúng ta gặp vấn đề tôi mới thấy sao mà log nó thiếu như vậy. Đó thì ok. Ok, cảm ơn anh. Thì vậy là cái câu hỏi này ý chính mình sẽ là có thể là cái data ở trên production và ở dưới môi trường dev nó khác nhau, hoặc là cái việc liên hệ giữa cái third party ở trên production và môi trường dev nó cũng khác nhau luôn, gây cho nó không giải phóng được cái heap memory và nó gây crash. Đúng rồi.
Ừ, hoặc là cái behavior, cái cách mà user nó xài nó cũng khác nhau, cái cách xài nó cũng ảnh hưởng. Và một cái point khá là hay nữa là mọi người khá là lười, tức là khi mà dev thì khá là không có quan tâm tới cái việc mà log ở trên server để mà mình có thể monitor những cái thứ đó, thì những cái thứ đó nó có thể là nó cung cấp nhiều thông tin hơn cho mình, đúng không anh? Đúng rồi, Ok, đúng rồi. dạ rồi. Ok, thì em xin qua cái câu hỏi khác cũng liên quan về out memory issue luôn. Thì tức là khi mà trong cái ứng dụng của mình sẽ có lúc mình sẽ chạy những cái job nó tốn khá là nhiều tài nguyên, ví dụ là những cái cron job đi, thì đối với những cái job này thì anh có kinh nghiệm hoặc là cái chiến thuật nào để mà nó không bị out of memory, bởi vì trong một cái khoảng thời gian ngắn á, mà cái job này chạy nó gây tốn nhiều tài nguyên, cái garbage collector nó chưa có kịp clean á, thì nó sẽ có vấn đề về performance. Anh để anh xin ra cái anh hiểu là em đang quan tâm với cái một cái best practice nào để mà em run cái job khi mà nó tốn quá nhiều tài nguyên đúng không? Thì thật ra khi mà về cái khái niệm job á, thì khi job ta đang gọi là job thì chúng nó thường là tốn tài nguyên, và việc đó nó sẽ dẫn đến những cái hướng design, chẳng hạn như là chúng ta nên cân nhắc tới việc cho nó chạy vào ban đêm, tại vì ban đêm á là thời điểm mà người đi ngủ, lúc đó chỉ còn máy chạy thôi, thì những cái chốt này là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những hoạt động của người dùng, thì cái lượng data nó cũng cố định hơn, nó cũng yên tĩnh hơn. Chúng ta có thể tận dụng nhiều tài nguyên của máy cho trường hợp đó, và chúng ta giảm bớt cái tài lượng tài nguyên mấy cái red á, tài nguyên đó thật ra trong anh là những red á, những red cho cái task vụ thường ngày cho user lại, tập trung cho thằng này thì nó chạy nhanh hơn. Đó là một hướng. Hướng khác đó là chẳng hạn như trong hệ thống của anh đi, mình sẽ cân nhắc là ok, đây là batch job và nó chạy vào ban đêm như vậy, và mình ban đêm mình có thể cân nhắc là tắt ra một cái máy khác để cho nó chạy, sau đó chúng ta nó không ảnh hưởng tới cái máy hiện tại, nếu trong trường hợp là cái máy hiện tại nó phải vẫn phải phục vụ người dùng. Chẳng hạn như một số website bán vé thì ban ngày có người săn vé, nhưng thực ra ban đêm người ta cũng thích săn vé, chúng ta thì chúng ta có thể tách ra một cái máy khác để chúng ta chạy. Hoặc là bây giờ nói cho bây giờ là thời đại của cloud, nhà nhà lên cloud, người người lên cloud, nếu mà em có đang xài cloud thì mình cũng nên cân nhắc đó là chúng ta có nên coi một cái dịch vụ cloud nào khác nó provide những cái tiện ích tốt hơn thì chúng ta nên xài. Nhưng mà nói về best practice thật sự thì nó sẽ rất là thay đổi tùy vô hoàn cảnh của mình. Mình có hỏi cho anh cũng chỉ có thể dừng ở mức chung chung. Dạ, cảm ơn anh. Dạ rồi. Thì câu hỏi tiếp theo là ở trong những cái project mà các anh đã từng làm qua, thì cái con số mà max hit size các anh thường config cho cái project của mình là bao nhiêu? Thì em nghĩ đây là một câu hỏi cũng khá là tùy thuộc vào cái project, đúng không hai anh? Thật ra mà nói á, nếu mà câu hỏi này đúng là khá là tùy thuộc vào project, nhưng mà anh cho em một cái góc nhìn khác, đó là khi mà cho cái con số một comment á, thì mình hãy đi lên coi những cái nhà cung cấp dịch vụ cloud á, cho cái cấu hình máy mà tối thiểu cái đơn vị, một cái đơn vị máy mà họ cung cấp là bao nhiêu, thì mình sẽ thấy là thường thường nó khoảng là 2 GB RAM và một hoặc là từ 1 cho tới 2 GB CPU. Thì anh nghĩ đó là một cái cấu hình máy tối thiểu mà mình có thể xài được. Thì vì vì người ta xài cloud, người ta xài cho rất là nhiều người, và cái số người ta tính ra thì chúng ta sẽ xài nó để cân nhắc. Thậm chí ngay cả trong project bên sư tích hiện tại thì bên anh vẫn đang xài cái con số tầm khoảng 2 GB. Cho nên đó là một cái hướng để mình suy nghĩ, mình tiếp cận cái con số chưa chắc nó hợp lý nhất, nhưng mà nó là cái số khởi đầu.
xong rồi chúng ta sẽ kiếm những cái chúng ta sẽ xài bộ phần mình test để chúng ta cho cái con số nó tiệm cận về thực tế của chúng ta hơn, chứ ta đừng có khăng khăng thấy người ta nói như vậy xong ta xài đúng vậy thì nó lại không hay. Ok. Dạ thì nãy giờ có là những cái câu hỏi anh Liêm trả lời, thì ở đây có một bạn đặt câu hỏi cho anh Minh về cái deadlock. Thì bạn hồi nãy khi mà nghe anh Minh đề cập tới cái việc deadlock về cái circle dependency á, thì bạn nghĩ là không hẳn là deadlock. Thì không biết là anh Minh có cách nào mà để tìm ra được một khi một cái deadlock tìm ra được cái deadlock khi mà hai cái thread nó acquire lên cùng một cái lock, và có cách nào đơn giản để mà tìm ra cái method nào mà gây ra deadlock của mình. Rồi, ok. Thì cái gì mà thật ra thì nó sẽ có cái khi mà mình sử dụng cái tool á, thì nó có một cái để mà mình xuất ra cái thread đúng. Thì khi mà deadlock xảy ra thì khi mình thấy là nó chạy, nó dần luôn, nó không có đi tiếp nữa, thì mình xuất cái thread đúng lúc tại cái thời điểm đó. Thì lúc đó khi mà mình kiểm tra những cái thì cái trong cái thread, thì những cái thread nào mình nghi thì nó sẽ có rất nhiều những cái thread chạy bắt ra trong một cái application. Thì mình dự đoán những cái thread nào nó sẽ sử dụng chính cho cái application của mình. Thì nếu mà mình để ý thì mọi cái thread nó sẽ in ra cái constant tại cái thời điểm đó, và nếu mà nó có lock, mà dù một bên nó lock thì nó sẽ có một cái dòng là nó lock, và cái lock nó sẽ có cái ID nó đi kèm với cái lock đó. Và một cái thread khác, nếu mà mình dùng cái ID đó mình đi tìm, nếu như một cái thread khác nó có thì một cái dòng gọi là waiting to lock, tức là nó đang đợi cái lock đó và bên kia nó đang lock lại đó. Thì lúc đó là nó sẽ là ở một bên, thì có nghĩa là một bên lock và bên kia nó đang chờ cái lock này được mở. Thì nếu như mà cái thread này nó lại chờ cái lock khác nữa, thì lúc đó là cái là deadlock xảy ra. Đó, thì khi mình dựa vào random, thì trong cái random thì có contact mình cũng biết được là cái lock nó xảy ra khi mà nó gọi cái hàm nào luôn. Đó, thì mình dựa vào đó mình biết được cái issue đó nằm đâu. Đó, thì không biết câu trả lời này có trả lời được kỹ của bạn hay không. Dạ em thấy nó cũng khá là rõ ràng. Thì câu hỏi tiếp theo là có một bạn khi mà nghe anh Liêm trình bày về các cái tool bạn cũng khá là hứng thú, thì bạn hỏi là các cái tool mà đọc heap memory á thì cái file tối đa có thể đọc là bao nhiêu GB? Thực ra nói cái file nó không có limit về cái size của file tối đa, nhưng mà nó có cái tip á là cái application cái Visual VM mà mình mở lên á nó bị limit về cái memory, cho nên nếu mà by default mình có config cái gì đó mà memory của nó bị thiếu á thì mình sẽ bị lỗi khi mà đọc cái file đó, còn còn không có nếu về mặt technically mà nói thì máy em 4 GB RAM á, thì em không thể nào mở cái file nó quá lớn được, nhưng mà nếu mà dung lượng của cái file của mình dung memory máy mình nó vừa đủ nó đủ lớn á, thì không có limit gì ở đây cả. Ok. Dạ, cũng sắp hết giờ thì chắc là em sẽ đi qua từ một đến hai câu hỏi nữa thôi ha. Ok, dạ, thì cái câu hỏi là về cái schedule job, cái batch job á, khi mà mình lập trình những cái job kiểu này thì mình có best practice gì không anh? Một cái best practice mà anh thấy rất là hay luôn á, và lúc mà mới vô công ty hồi lúc mà anh được viết mấy job, anh được mấy anh chị làm cái job của chúng ta không nên schedule nó chạy vào đúng nửa đêm. Tức là mọi người hay để khi mà mọi người nghĩ đêm nay mình cho cái job đó nó chạy là mọi người nghĩ tới 12 giờ đêm, nhưng thật ra đó là bad practice nha. Best practice là nên dời ra sau đó một chút, thường người ta sẽ không về dưới đó một chút mà người ta sẽ về ra sau đó một chút. Thì sau đó một chút thì nó sẽ tránh ra cái thời điểm mà 12 giờ đêm là rất là nhiều thứ nó cùng chạy vô cùng lúc, và cái thứ hai là 12 giờ đêm là cái thời điểm chuyển giờ, nó chuyển ngày,
cho nên sẽ có những cái hàm mà chúng ta tính ngày lộn xộn gì đó thì ngày này với ngày kia tự nhiên nó cách nhau một ngày, cho nên nếu ta phải lật ra một chút 12 giờ 10 phút chẳng hạn là cuộc sống tự nhiên nó rất là tươi đẹp cho những cái phát chốt đó. Cái này nó đơn giản nhưng mà nó lại rất là thực dụng. Ok. Dạ hiểu, thì thường là mọi người cứ chọn cái giờ mà không ai xài thì cứ chạy bắt chó, nhưng mà cái bắt nào cũng chạy cái giờ đó thì nó lại có vấn À, đề đúng không anh? đúng rồi. Dạ rồi. Cho nên cái giờ ra chút tự nhiên mọi người đều vui. Ừ, dạ ok. Ok vậy em sẽ đến câu hỏi cuối cùng luôn ha. Thì cái câu hỏi này khi mà đụng tới mấy cái lập trình multithread em cũng gặp vấn đề là không biết là mình nên config bao nhiêu cái thread cho executor service đó khi mà chạy parallel của anh. Câu này cho anh hả? Ok. Nên config bao nhiêu thì cũng không có. Thực ra là mình phải cái những cái gọi là config bao nhiêu á, nó không có câu trả lời. Mình phải chạy một cái thứ nó gọi là performance test. Khi mình chạy cái tool performance test rồi á, chẳng hạn như Gatling hoặc là Jmeter nữa, những cái tool nó khi mình đã chạy performance test xong rồi á thì mình sẽ có data. À, khi mình có cái data rồi á thì mình mới bắt đầu chỉnh chỉnh thử coi là mình cấp bao nhiêu thread là đủ, nhiều hơn thì nó có chạy nhanh hơn không, ít hơn nó có chạy chậm hơn không, thí dụ vậy. Thì xong rồi mình lại chạy lại một phần test cho tới khi nào mình thấy mình cái con số đó nó là hợp lý nhất thì nó là con số đó, chứ mình không nên mình không nên nghe bữa nay nghe ông này nói chạy như đây là tốt, với xe kia nghe ông kia nói nên chạy bằng cái số co CPU vật lý chẳng hạn, không nên, mình nên chạy cái bộ phận test rồi mình sẽ tìm ra cái con số nó phù hợp nhất với mình. Ừ. Dạ, cảm ơn anh. Thì nãy giờ em thấy những cái câu hỏi mà về nên config bao nhiêu rồi những cái kinh nghiệm thì mình cũng sẽ không có câu trả lời cụ thể cho từng cái ha. Thì mình sẽ kiểu là mình xem người ta làm bao nhiêu rồi mình làm thử trước rồi sau đó mình cứ kiểm tra đi kiểm tra lại rồi mình adjust cho nó phù hợp với cái project của mình. Dạ, Đúng rồi, mình dạ. sẽ chạy một cái gọi là bộ phận mình test, dựa trên cái đó thì mình mới address lại được cái cho mình cho bao nhiêu, chứ mình không có con số nào nó fix, và nó tùy thuộc vào cái ứng dụng của mình và nó tùy thuộc vào cái mảng mà mình đang làm nữa. Dạ, ok, cảm ơn anh. Thì đây chắc là cũng là câu hỏi cuối cùng cho cái buổi, cho cái phần hỏi đáp ngày hôm nay là cũng như là kết thúc cho cái buổi workshop Java 2 Performance Programming ngày hôm nay. Cảm ơn anh Liêm và anh Minh rất là nhiều và cũng như là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đến cái buổi workshop ngày hôm nay. Các câu hỏi còn lại thì mình và các trong đội ngũ admin sẽ cố gắng trả lời cho các bạn trong cái hộp thư thoại của Zoom ha. Và những năm câu hỏi hay nhất ngày hôm nay tụi mình sẽ chọn ra và liên hệ với người đặt câu hỏi và có một phần quà nhỏ từ LK. Xin cảm ơn mọi người. Dạ, thì ở phía cuối cái chương trình của mình có một cái survey nhỏ thì mọi người có thể vui lòng dành một ít thời gian để mà điền vào cái survey này để hỗ trợ cho những cái buổi workshop tiếp theo của LK tốt hơn. Cảm ơn mọi người.